chương 37 Địa huyễn liên Phù vẫn là mê ngủ phù, chỉ cần sợi dễ nào của tam sắc liên đụng phải thì liền xìu xuống trong nháy mắt. Điểm phiền phức nhất của tam sắc liên đối với một kiếm tu như lữ cửu chính là không thể chém hết được tất cả sợi dễ chỉ với một kiếm. Chỉ cần bị một sợi dễ quật chúng thì chắc chắn tốc độ sẽ chậm lại, từ đó sẽ chịu thế tấn công che trời lấp đất của mấy sợi dễ khác. Kết cục duy nhất sẽ chính là bỏ mệnh lại trong hồ nước, Giống như thi thể dưới lá sen lúc nãy. Thế nhưng đến Diệp Tố nàng thì lại móc ra hai thanh súng bắn phù, đứng bên bờ hồ nhẹ nhàng bắn hạ những sợi rễ đó. Ai nhìn thấy cũng đều hâm mộ chảy nước miếng. Súng bắn phù, cái tên tuy rằng quái dị nhưng hai từ bắn phù phía sau đã đủ mô tả sinh động pháp khí này. Mã Tòng Thu không tự chủ được mà rũi dài cổ tới nhìn, hắn đã gặp qua không ít phù tu những phù tu đó đúng là cũng thích ném phù khắp nơi nhưng tuyệt đối không có giống diệp tố có pháp khí quái lạ nhưng bá đạo thế này hai thanh súng bắn phù có kết cấu không giống nhau thanh lấy ra đầu tiên chỉ có một nòng phun phù mỗi lần chỉ bắn ra một lá loại này nhìn có vẻ sẽ phù hợp với người có ít phù cần độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu thanh súng lấy ra sau thì có nhiều nòng hơn với tạo hình tròn chỉ cần ấn cỏ thì trong nháy mắt tổ hợp nòng sẽ quay tít bắn ra một bầu trời phù đập vào mặt đối phương, từ đó có thêm biệt danh súng quá trời phù. Diệp đạo hữu thật là tiêu sái. Mã Tổng Thu đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt đầy hâm mộ. Trước đó hắn còn luôn nghĩ rằng kiếm tu mới là tu sĩ tiêu sái nhất. Lúc nào cũng chỉ cần nhất nhẹ vạt áo, một kiếm tất thắng. Kết quả hiện giờ tận mắt chứng kiến mới hiểu được chỉ cần có pháp khí thích hợp là đã có thể tiêu sái tung hoành ấn ngón tay một cái là có thể phun phù ra, không cần tốn nhiều công sức. Nếu thật sự dùng đến trong giao tranh thì sẽ tiêu hao rất nhiều phù. Từ trình Ngọc Lý Trí nói, pháp khí này chỉ thích hợp phù sư mà thôi. Nói là nói như vậy nhưng ánh mắt mọi người ở đây nhìn hai thanh súng bắn phù trong tay Diệp Tố đều sáng rực như đèn pha, trong lòng ai cũng ngo ngoe dục dịch. Muốn được cầm thử chơi một chút. Diệp Tố thu hồi hai thanh súng bắn phù bỏ vào túi cản khôn, đợi Tây Ngọc thu thập chất lòng ở cuốn la xong, chuẩn bị rời đi thì một bóng người khô gầy mặc hoàng bào không biết từ chỗ nào xông ra tới. Đạo hữu lại gặp nhau rồi, nhất định là do chúng ta có duyên đấy. Diệp Tố nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là lái buôn mua sỉ bán lẻ phù của nàng của Định Hải Thành lúc trước. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nhiệt tình hỏi, đạo hữu hai kiện pháp khí này của cô thật là thú vị, có thể cho ta biết là do vị luyện khí sư nào luyện ra không? Diệp Tố làm sao còn không rõ ý đồ của đối phương, hẳn là lại giống lần trước, muốn mua súng bắn phù, sau đó lại bán lại với giá cao. Nhưng nàng vẫn thành thật trả lời là do ta luyện. Khô gầy hoàng bào tu sĩ sừng sốt, tầm mắt lúc này mới nhìn xuống mấy chữ trên đạo bào của Diệp Tố, đôi mắt xoay tròn vài vòng, sau đó trả sát hai tay, Đạo hữu, thật không dám giấu giếm gì, nếu tiểu pháp khí này của cô đem qua bên Ngũ Hành Tông bán, tuyệt đối sẽ có vô số phù tu tranh nhau mua, bất quá. Pháp khí này cũng không khó luyện chế đúng không? Diệp Tố nhìn chằm chằm đối phương không lên tiếng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, kết cấu của súng bắn phù xác thật không khó, chỉ cần một luyện khí sư nào đó mua về mở ra xem một lần thì cơ bản đã có thể làm ra được, không có hàm lượng kỹ thuật cao siêu nào bên trong chỉ là một cơ quan đơn giản mà thôi. Người muốn nói cái gì? Hạ Nhĩ đứng bên cạnh nhíu mày hỏi, hắn không thích ngữ khí nói chuyện của hoàng bào tu sĩ này, đồ vơ mà đại sư tỷ làm ra nhất định không đơn giản. Khô gầy hoàng bào tu sĩ cười hắc hắc, nếu là luyện khí sư thiên cơ môn bán pháp khí thì hẳn sẽ không có ai mua. Chúng ta hợp tác thế nào? Cô luyện chế, ta bán. Cô sáu, ta bốn. Pháp khí này bất kỳ một luyện khí sư nào chỉ cần hủy ra một lần là có thể làm ra tới giống như vậy. Diệp Tố hỏi, ngươi định bán như thế nào? Chuyện này thì đạo hữu cứ yên tâm, ta tất nhiên có bản lĩnh làm phần lớn các phù tu sẽ chỉ biết tìm mua pháp khí do cô luyện chế mà thôi. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nhìn mấy chữ trên đạo bào Diệp Tố, bất quá không thể nhắc đến thiên cơ môn khi bán pháp khí. 82. Diệp Tố vươn hai ngón tay, Người hai Nàng muốn thiên cơ môn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng không đại biểu không thể tạm thời giấu đi tên tuổi bán pháp khí, cảnh giới thực lực phải không ngừng tăng lên, đồng thời cũng không thể từ bỏ bất luận cơ hội kiếm linh thạch nào. Tám hai thì quá thấp rồi. Hoàng bào tu sĩ là một vẻ mặt khó xử, tiểu đạo hữu bán pháp khí rất khó. Luyện khí sư giống ta không có nhiều lắm. Diệp tố nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lái buôn chuyên mua sỉ bán lẻ như ông chắc chắn có không ít. Khô gầy hoàng bào tu sĩ. Từ Trình Ngọc đứng bên cạnh, còn chưa khôi phục lại từ cú sốc hai thanh súng bắn phù thì lại nhìn thấy Diệp Tố cùng vị tu sĩ không biết từ đâu xông tới kia ngươi tới ta đi, đào quang kiếm ảnh, cuối cùng mối làm ăn này vậy mà lại nói thành. Đạo hữu ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể cung ứng đủ hai loại pháp khí này cho ta, Khô gầy hoàng bào tu sĩ vỗ ngực nói, ta nhất định sẽ khiến chúng nó bán khắp tu chân giới không địch thủ. Hai người sau đó lại ước định sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ gặp nhau ở đâu, giao bao nhiêu kiện súng bắn phù. Đạo hữu tuy rằng không nên lấy tên tuổi của thiên cơ môn nhưng cô có thể dùng một cái tên giả. Khô gầy hoàng bào tu sĩ nói tiếp, với là về sau có thứ gì tốt cứ tìm ta nhé, hoàng nhị tiền ta cái gì cũng bán. Lấy tên Mộc Kỳ Diệp Tố thuận miệng nói, được. Hoàng nhị tiền lên tiếng tỏ ý đã biết, sau đó lại nhanh chóng chạy đi, chắc là lại đi đâu đó tìm cơ hội đầu cơ trục lợi. Từ Trình Ngọc tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Diệp Tố, rất cảm khái mà lên tiếng, các ngươi vào bí cảnh đều như thế này sao? Ngô Kiếm phái bọn họ mỗi lần đi bí cảnh đều chỉ biết sông thẳng đến chỗ yêu thú hoặc nơi có dị bảo, một thanh kiếm từ đầu đến cuối đều không ngơi nghỉ cơ hội kiếm tiền, không thể vuột mắt. Diệp Tố nghiêm mặt nói. Đại sư tỷ, cho ta xem thử đi. Minh Lưu Sa bước tới, muốn xem súng bắn phù. Còn chưa tới được gần thì đã bị tiểu sư đệ xông tới, tông hắn sang một bên. Du phục thời dành trước một bước, hợp tình hợp lý vươn tay ra trước mặt Diệp Tố muốn lấy súng bắn phù, thêm 50 chữ nữa. Minh Lưu Sa, Người không biết còn tưởng tiểu sư đệ lấy ra 50 linh thạch để mua đó. Diệp Tố bật cười, đưa súng bắn phù đơn nòng cho tiểu sư đệ, lại đưa súng bắn phù đa nòng cho nhị sư đệ. Minh Lưu Sa cầm trong tay nhìn một hồi, lại hỏi Diệp Tố vài câu về cấu trúc bên trong sau đó mới trả lại cho nàng. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, dù phục thời chậm rãi đi theo sau Diệp Tố, tay cầm súng bắn phù hắn không có hứng thú tìm hiểu cấu trúc bên trong như thế nào hắn chỉ muốn bắn phù hắn ấn xuống cỏ súng nhưng không có cái gì được bắn ra diệp tố nó hỏng rồi du phục thời ở phía sau lôi kéo quần áo của nàng bên trong không có phù diệp tố có trang bị thêm bên trong súng bắn phù một không gian khuếch đại tương tự như một túi càn khôn có thể bảo đảm đựng được nhiều phù để đến lúc dùng không lo bị hết phù giữa chừng Nàng lấy ra một sấp ha ha phù từ túi càn khôn, chơi cái này. Du Phục Thời sau khi nạp đầy phù thì một lần nữa giơ lên súng bắn phù, bóp cò, bắn đầy một thân Minh Lưu Sa đi đằng trước. Minh Lưu Sa bị nhiều ha ha phù dán lên như vậy trong nháy mắt, không thể tự khống chế mà bắt đầu bật cười khanh khách. Vừa cười rũ rượi vừa xoay người phẫn nộ trừng mắt nhìn Du Phục Thời, "Tiểu sư đệ, ha ha, đệ" dù phục thời trầm mặc không lên tiếng nhưng chân thì nhanh chóng xê dịch ra sau lưng diệp tố làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra minh liêu xa cười nửa ngày sắp tắt thở đến nơi cũng may còn có hạ nhĩ hảo tâm gỡ phù xuống cho hắn ba vị kiếm tu kim đan kỳ đứng phía sau dựng hết tóc gáy còn có loại phù biến thái này mã tổng thu lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán trong lòng yên lặng xếp diệp tố vào hàng ngũ những người không thể đắc tội sao đồ vật kỳ quái nào nàng ta cũng có vậy đại sư huynh bọn họ thật sự cần chúng ta bảo vệ sao chu vân nhỏ giọng hỏi từ trình ngọc từ trình ngọc chắc là có lần này vào tiểu bí cảnh nhóm diệp tố mất hai ngày liền tìm được nơi có linh khí nồng đậm nhất nhưng mà sau khi đến nơi mới phát hiện đây không phải là mắt cảnh mà là một ổ yêu thú hay là chúng ta trốn trước đi Lữ cửu đi đầu nhìn thấy đám sói đốm xám đáng không ngừng vây xung quanh bọn họ. Loại yêu thú này cấp độ thấp nhất cũng ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Không phải mọi người đều nói kiếm tu chọc trời quét đất sao? Tây Ngọc khẩn trương lắc lắc thanh đao nhỏ trên đầu hỏi, sao có thể lùi bước? Muốn chọc trời quét đất cũng phải có mạng mới làm được. Lữ cửu là một tán tu lưu lạc khắp nơi trong tu chân giới này. Nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc co được giãn được. Vậy chạy thôi. Tây Ngọc cùng Lữ Cửu liếc nhau, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả vừa quay đầu lại phía sau sớm đã không còn một bóng người. Toàn bộ đã chạy mất từ đời nào, chỉ còn lại ba kiếm tu vẫn đứng đó. Hai người choáng váng, tức khắc nhanh chóng xoay người đào tẩu. Đám sói đốm xám điên cuồng đuổi theo sau lưng. Nhưng khi Tây Ngọc và Lữ Cửu chạy ra khỏi một khu vực nào đó thì bọn chúng lại dừng lại, hung ác gầm gừ, sau một hồi thì dần dần tản ra. Tây Ngọc quay đầu Diệp Tố đang đi ra phía sau mình, u oán nói, "Đại sư tỷ, mọi người đào tẩu vậy mà lại không kêu muội." Đại sư tỷ là đang rèn luyện tỷ, muốn tỷ phải thời thời khắc khắc mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, cảnh giác cao độ xung quanh. Hạ Nhĩ ở bên cạnh Lý Lễ Hào hùng nói, "Tây Ngọc, lần sau đệ đi đằng trước." Diệp Tố nhíu mày nhìn phía sau, các đệ vẫn nên lo lắng có thể ra ngoài hay không đi vừa rồi nàng chỉ là cảm nhận phía sau có khác thường nên mới xoay người rời đi không ngờ du phục thời minh lưu xa cùng hạ nhĩ cũng đều chạy theo diệp đạo hữu nói vậy có ý gì lữ cửu nắm chặt kiếm sau khi nghe diệp tố nói lời này nàng liền cảm thấy có một dự cảm bất thường không ngừng dâng lên diệp tố chỉ chỉ ra phía sau có một lượng lớn yêu thú đang chạy về hướng này rất gần trước có sói đốm xám sau có những yêu thú khác Nhìn thế nào cũng thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Diệp Tố, cô qua đây xem này. Vốn dĩ Từ Trình Ngọc vẫn luôn giữ biểu tình bình tĩnh nhẹ nhàng, giờ phút này chỉ còn lại có nghiêm mặt cùng một chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Diệp Tố bước nhanh qua chỗ Từ Trình Ngọc, nhìn theo ngón tay của hắn đang chỉ vào một vết nứt trên mặt đất. Có người thấy gì không? Từ Trình Ngọc hỏi nàng. Diệp Tố cúi người nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt đất, mùi thơm còn có mùi tanh. Chính xác hơn mà nói là một mùi thơm thanh mát của lá sen cùng mùi hôi tanh của bùn. Mùi thơm mà ngay cả mùi hôi tanh nặng như vậy cũng không che giấu được. Từ Trình Ngọc nói đến một nửa, nhớ tới cái gì, liên tục lui về phía sau, chúng ta đi mau, đây là địa huyễn liên. Chu Vân, Tổng Thu dẫn bọn họ rời đi ngay. Từ Trình Ngọc xoay người bắt lấy Minh Lưu Sa, Chu Vân mang theo Tây Ngọc, Mã Tổng Thu thì sách hạ nhĩ, ba người trực tiếp ngự kiếm chạy về phương hướng có sói đốm xám ban nãy. Lữ cửu thấy thế, lập tức cũng ngự kiếm đuổi theo. Lúc này mặt đất đột nhiên nứt ra ầm ầm, từ giữa khoảng không trồi lên hai đầu run cực lớn, toàn bộ hai đầu đều là răng nhọn hoắc trông rất dữ tợn. Diệp tố trong nháy mắt liền lui về phía sau, lấy ra kiếm, chuẩn bị túm lấy tiểu sư đệ cùng nhau đào tẩu, thế nhưng nàng lại thấy du phục thời đã đến gần con run khổng lồ đó trong lòng nàng nhảy dựng, ngự kiếm lao xuống theo một góc độ cực kỳ lắt léo, bắt lấy du phục thời trên mặt đấy, mang theo hắn chạy đi. Con run khổng lồ mở miệng hung hăng táp về phía hai người, Diệp Tố lập tức căng ra phi kính giáp, đầu con run đập mạnh vào trên vòng bảo hộ. Diệp Tố mặt không biểu tình tìm được cơ hội, chui ra khỏi khu vực mà cơ thể to lớn của nó đang quay cuồng vặn vẹo, chạy về phía từ trình ngọc bên kia. Diệp Tố ở đây. Từ Trình Ngọc lo lắng bọn họ xảy ra chuyện nên giao Minh Lưu Sa cho Mã Tổng Thu, quay đầu trở lại đây tìm hai người. Du Phục Thời vươn một ngón tay chọc chọc sau lưng Diệp Tố, mở ra bàn tay còn lại, để lộ ra đồ vật bên trong, đổi súng bắn phù. Từ Trình Ngọc từ giữa không trung bay tới gần hai người bọn họ, vừa thấy đồ vật trong tay Du Phục Thời thì trước mắt liền tối sầm. Đây là địa huyễn liên. Chương 38 Định thân phù. Những nơi được lưu lại sau khi một tiền nhân tu sĩ ngã xuống hoặc phi thăng thường chia làm ba loại: bí cảnh, động phủ, nơi truyền thừa. Bí cảnh là loại thường gặp nhất, số lượng mở ra cũng nhiều nhất, là nơi các tu sĩ dưới đại thừa kỳ dùng để cư trú hoặc cất giấu địa bảo. Nếu bí cảnh được bảo tồn tốt, không bị hư hao gì nhiều thì chỉ cần bước vào sẽ dễ dàng nhận thấy thiên hướng sở thích của chủ nhân bí cảnh. Chẳng hạn như bí cảnh hiện tại khắp nơi đều có thể dễ dàng bắt gặp được hoa sen, vừa tiến vào đã đụng phải tam sắc liên, sau đó càng đi sâu vào trong thì càng gặp được vô số loại sen với đủ hình dạng, màu sắc khác nhau, rõ ràng có thể thấy được chủ nhân bi cảnh này có một chấp niệm với sen lớn đến mức nào. Giờ phút này trong tay Du Phục thời là một mầm cây nho nhỏ dính đầy bùn, hai phiến lá cây cơ hồ bị bùn nhộm thành màu đen, nhìn bộ dáng mười phần mang điểm xấu địa huyễn liên là gì? Diệp Tố hỏi. Địa huyễn liên là một loại huyễn liên sinh trưởng dưới lòng đất, cộng sinh với địa long, khi mới nảy mầm chỉ có thể dụ dỗ yêu thú nhưng khi nó trưởng thành thì có thể huyễn hoặc được vạn vật. Tương truyền ở thời thượng cổ các đại tông môn sẽ dùng nó để các đệ tử tôi luyện đạo tâm, giảm bớt tâm ma. Từ trình ngọc nhìn về phương hướng bọn họ vừa tới, nói, khi địa huyễn liên mới nảy mầm nó sẽ dụ hoặc yêu thú quanh trăm dặm tụ tập lại chém giết lẫn nhau, cuối cùng để địa long cắn nuốt hết tất cả. Càng nhiều yêu thú cắn giết lẫn nhau thì cảnh giới của địa long sẽ tăng lên càng nhanh, chờ khi chỉ còn lại một đầu yêu thú mạnh nhất trụ lại cuối cùng, lúc này nó mới động thủ. Sau khi cắn nuốt đầu yêu thú cuối cùng đó cảnh giới sẽ đai thành, lúc này ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng không có cách nào làm gì được nó. Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của địa huyễn liên thì quá trình này sẽ xảy ra một lần, địa long cũng theo đó mà trở nên ngày càng cường đại hơn. Từ Trình Ngọc cũng chỉ là từng nghe một vị trưởng lão ngô kiếm phái nói qua, địa huyễn liên từ đất tự sinh, lúc mới ra đời sẽ có mùi hương hoa sen nhạt, đồng thời quyện cùng mùi bùn tanh gây mũi do địa long quậy lên, tạo ra một hỗn hợp mùi thật lâu về sau cũng không quên được. Không ngờ tới trong bí cảnh nhỏ này lại gặp phải địa huyễn liên, trước đó lúc chạy đi hắn còn có chút hoài nghi có khi nào mình đã nghĩ sai rồi không, kết quả là du phục thời lại trực tiếp đào địa huyễn liên lên từ sau thần vẫn kỳ đến nay, địa huyễn liên chưa từng xuất hiện. Từ trình ngọc nhìn về phía du phục thời với vẻ mặt phức tạp, hương thơm của địa huyễn liên rất lâu mới tan, phải đến mười mấy ngày, trong thời gian đó địa long sẽ giết sạch những yêu thú, tu sĩ nào có dính hương vị này. Diệp tố hỏi, vậy là sau khi đào địa huyễn liên lên rồi, cho dù có trả lại cho địa long thì cũng sẽ bị nó đuổi giết đúng không? Từ trình ngọc gật đầu, tương truyền là như vậy vì vậy nên các đại tông môn ở thượng cổ kỳ sẽ giết chết địa long trước rồi mới đào địa huyễn liên mang đi diệp tố gật gật đầu một khi đã như vậy chúng ta chỉ còn một đường chạy mà thôi vừa dứt lời nàng liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay du phục thời ngự kiếm bay nhanh theo một phương hướng khác từ trình ngọc sừng sốt nhưng cũng ngay sau đó quay đầu ngự kiếm đi theo diệp tố du phục thời ở phía sau vẫn không buông tha gặng hỏi có đổi không đại sư tỉ nghe mà đau cả đầu lâu, hít một hơi thật sâu nhịn không đánh hắn, tự mình tìm trong túi cản khôn đi. Một tay của nàng phải thao tác kiếm còn tay còn lại phải túm lấy tiểu sư đệ ở phía sau, phòng ngừa hắn ngã xuống, căn bản không rảnh lo những chuyện khác. Dù phục thời nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó lấy địa huyễn liên bỏ vào trong túi cản khôn của Diệp Tố rồi từ trong túi lấy ra súng bắn phù đã bị nàng tịch thu trước đó hắn còn chưa kịp chơi thì phàm nhân đứng đằng trước đã bắt đầu phân phó hắn làm việc. Giúp ta đưa tin cho Liêu Sa. Dù phục thời không thích bị người khác sai bảo nhưng bất quá phàm nhân này biết chế tạo nhiều món thú vị nên hắn cũng dáng lấy ra truyền tin Ngọc Điệp, liên hệ Minh Liêu Sa. Tiểu sư đệ, Minh Liêu Sa nhìn thấy Du phục thời thì ngẩn ra, sau đó liền hỏi, đại sư tỷ đâu? Du phục thời không để ý tới hắn, chỉ xoay truyền tin ngọc điệp qua hướng Diệp Tố. Diệp Tố liếc mắt nhìn truyền tin ngọc điệp một cái sau đó vừa tập trung ngự kiếm vừa nói với Minh Lưu Sa, toàn bộ yêu thú trong bí cảnh đang hướng về bên này, các đệ tìm cơ hội đi mắt cảnh hấp thu linh khí đi. Đại sư tỷ, còn nhóm của tỷ thì sao? Minh Lưu Sa nhíu mày hỏi. Trên người chúng ta có dính hương vị của Địa Huyễn Liên. Diệp Tố giải thích, có một con địa long đang đuổi theo chúng ta các đệ cứ đi trước. Minh Lưu Sa còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến tình hình bên Diệp Tố hiện tại đang nguy hiểm nên đành chủ động ngắt truyền tin Ngọc Điệp trước. Chờ đến khi Từ Trình Ngọc đuổi tới, Diệp Tố quay đầu hỏi, Từ Huynh, trước khi Địa Long cắn nuốt yêu thú thì cảnh giới của nó ở khoảng nào? Ít nhất Nguyên Anh Kỳ. Ngay sau đó Từ Trình Ngọc phát hiện ra cái gì đó, trong mắt trợn to, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì liền thấy mặt đất phía trước Diệp Tố đột nhiên nổ tung, một đầu địa long lấy tốc độ cực nhanh trồi lên, há to cái miệng đầy răng nhọn gớm ghiếc táp về phía Diệp Tố. Ôm chắc, Diệp Tố đặt tay của Du Phục Thời lên hông mình, dây tiếp theo hai tay thao tác kiếm, hướng kiếm cắm đầu lao xuống dưới, men theo thân thể của địa long trốn đi. Một cổ mùi bùn tanh ngòm ập thẳng vào mặt. Diệp Tố thậm chí cũng không ngừng thở, tùy ý để mùi tanh tràn ngập chóp mũi, tinh thần ngược lại vì thế càng thêm thanh tỉnh. Nhưng mà khi nàng men theo thân thể địa long sắp chạy thoát khỏi tầm công kích của nó thì lại có một cái đầu khác chui ra khỏi mặt đất, mang theo hỗn hợp mùi tanh của bùn và máu, trồm tới Diệp Tố cùng Du Phục thời, cái đầu còn lại cũng đuổi theo đến. Trên dưới giáp công, đường phía trước thì bị thân thể to lớn của nó ngăn chặn. Diệp Tố không phải kiếm tu, chưa từng chân chính học qua ngự kiếm, chỉ có thể tính là trông mèo vẽ hổ, biết điều khiển kiếm đi tới nhưng lại không biết chiêu lùi về phía sau. Kiếm khí lưu chuyển, nghịch. Từ trình ngọc đột nhiên hô to với Diệp Tố, đồng thời ngự kiếm lui về phía sau làm mẫu. Diệp Tố lập tức thao tác linh lực nghịch chuyển, kiếm dưới chân ngay sau đó liền lui về phía sau, nàng mặt không cảm xúc nhìn hai đầu của địa long đụng vào nhau tạo một tiếng ầm lớn không thể quay lại chỗ vừa nãy từ trình ngọc bay tới nhanh chóng nói một khi để địa long cắn nuốt yêu thú thì thực lực của nó sẽ tăng lên không thể tiến lên cũng không thể quay lại từ huynh huynh có mấy phần nắm chắc có thể đả thương địa long từ trình ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt diệp tố trong lòng chấn động nàng chỉ là một chút cơ kỳ vậy mà lại có ý định đối kháng với địa long tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ địa long này còn chưa kịp cắn nuốt yêu thú, cảnh giới cao nhất là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Từ Trình Ngọc nói, ta có thể thử xem. Hai người ngừng kiếm ở giữa không trung, trầm mặc nhìn địa long đang ầm ầm đuổi đến, chờ đợi cơ hội. Dù phục thời cúi đầu nhìn thoáng qua địa long, bỗng nhiên lên tiếng, thứ xấu xí. Diệp tố. Gân xanh trên trán đại sư tỉ nhảy nhảy, nàng cố gắng nhịn xuống suy nghĩ ném tên ngốc này xuống dưới. Diệp Tố, lát nữa cô hấp dẫn sự chú ý của nó. Từ Trình Ngọc nói, ta vòng qua từ phía sau công kích. Được. Diệp Tố lấy địa huyễn liên ra khỏi túi cản khôn, thân hình của địa long ngừng lại trong giây lát rồi lại riêng cuồng đuổi theo nàng. Cơ thể khổng lồ của nó dỗi thẳng gồng cứng mà táp tới, ý đồ như muốn cắn nghiến nàng thành cho bụi. Nàng vẫn dừng kiếm giữa không trung, không chớp mắt nhìn địa long mỗi lúc một tiếng lại gần chính là lúc này từ trình ngọc hạ kiếm xuống đất nắm lấy kiếm điểm mũi chân vọt lên cao tiếp cận cơ thể của địa long cổ tay vừa xoay linh lực cũng được truyền từ trôi kiếm vào thân kiếm hắn dùng toàn lực chém xuống một kiếm một kiếm mang theo toàn lực của một kiếm tu kim đan trung kỳ chém vào trên người địa long chém chúng Ý cười trong mắt từ Trình Ngọc còn chưa kịp nổi lên thì đã thấy phần cơ thể bị chém trúng của Địa Long chỉ trải ra một đống nước bùn rồi sau đó liền khép lại. Địa Long bị chọc giận, hai cái đầu vùng vẫy gào gú rồi phóng về phía hắn tấn công. Còn Diệp Tố vừa rồi khi sắp bị cắn trúng nàng điều khiển kiếm lách qua một bên, lúc ấy nàng chỉ còn cách hàm răng sắc nhọn của Địa Long chưa đầy một gang tay, đúng là thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Nàng hạ kiếm xuống đất bảo Du Phục Thời đi xuống, để ở đây chờ đi. Du Phục Thời nghe lời đi xuống, lại bị Diệp Tố kéo lại, đợi đã. Nàng rỗi tay gỡ xuống vụ sát hoa đang đeo trên tay hắn, sau đó lại đưa cho hắn phi kính giáp, nếu có yêu thú tập kích thì căng nó ra. Du Phục Thời Bên kia từ Trình Ngọc đã cùng Địa Long đánh lên, tuy nhiên hắn kém Địa Long đến hai cảnh giới nên rõ ràng đang ở vào thế hạ phong. Địa Long tuy rằng có cơ thể khổng lồ nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Từ Trình Ngọc không ngờ được nó thể chuyển động nhanh đến như vậy. Thiếu chút nữa đã thành mồi ngon trong miệng nó. Cũng may hắn vung kiếm kịp thời chém rách miệng của nó nhân cơ hội nhảy ra nhưng sau lưng vẫn bị nó cắn bị thương. Diệp Tố lấy ra vụ sát hoa công kích Địa Long nhưng cũng chỉ có thể đánh ra một mảnh nước bùn. Bất quá trên người nàng mang theo địa huyễn liên, đó là mồi nhử tốt nhất diệp tố phụ trách dụ địa long truy đuổi qua lại từ trình ngọc theo sát ở phía sau không ngừng tìm cơ hội công kích chỉ cần kiếm tu trong tay có kiếm thì có thể đối chiến cả thiên địa từ trình ngọc nắm kiếm trong tay trong lòng quay cuồng một câu tâm niệm hắn là kiếm tu ngô kiếm phái không nên và cũng không thể sợ hãi yêu thú cảnh giới nguyên anh thì sao chứ hắn giết hết từ trình ngọc nhảy lên đôi tay nắm chặt chuôi kiếm một đạo kiếm ý màu lam nhạt ong lên, chứa đựng sát khí trước này chưa từng có, ngay sau đó hắn nghiến răng chém xuống một đầu của địa long. Kim đan ngộ kiếm ý, một chiêu chặt đứt một đầu của địa long, nó ẩm ẩm ngã xuống đất, nước bùn trong nháy mắt ảo ảo chảy ra, lần này nó không có bất luận cơ hội nào để chữa trị miệng vết thương. Địa long tuy rằng bị chém một đầu nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, đầu đang đuổi theo diệp tố bỗng nhiên càng chuyển động nhanh hơn nữa, nó há miệng đến cực đại, muốn đoạt lại địa huyễn liên trong tay nàng. Diệp tố không đoán trước được tốc độ của nó lại biến nhanh như thế này. Đã quá gần. Diệp tố không kịp di chuyển, giờ tay nhắm vụ sát hoa vào địa long đang sông tới. Mặc dù nàng biết không thể hoàn toàn ảnh hưởng được hành động của nó nhưng chỉ cần làm nó chậm được một giây, một giây thôi cũng đủ để nàng tránh thoát. Có lẽ sẽ bị thương nhưng ít nhất có thể sống sót. Từ Trình Ngọc mới vừa ngộ đạo kiếm ý nhìn sang cái đầu còn lại của Địa Long đang dùng tốc độ xét đánh táp tới Diệp Tố mà cầm banh đến cực khẩn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới, nhưng vẫn yêu cầu thời gian. Nhanh hơn một chút, chỉ cần nhanh hơn một chút là được. Dù phục thời đứng ở phía sau cách Diệp Tố không xa, trong mắt vốn màu đen của hắn đột nhiên ẩn ẩn biến tím, hắn dương mắt nhìn Địa Long con run khổng lồ vốn đang đến gần Diệp Tố bỗng nhiên không hiểu vì sao cứng còng cả cơ thể trong nháy mắt. Thời gian không dài nhưng cũng đủ Diệp Tố né tránh, mà từ Trình Ngọc cũng đuổi kịp tới, cách không chém ra một đạo kiếm ý, lại một lần nữa chặt đứt đầu của Địa Long. Địa Long không đầu nằm trên mặt đất vặn vẹo vài lần rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa, chỉ có nước bùn trong cơ thể nó không ngừng chảy ra. Diệp Tố né tránh công kích, nàng phát hiện từ trình ngọc lại phát ra kiếm ý. Nàng nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cái đầu bị chém rớt của địa long lăn đến gần dư phục thời. Bởi vì đạo kiếm ý kia của từ trình ngọc quá nhanh nên đầu bị chém đứt của địa long thậm chí còn sót lại ý thức, nhìn thấy trước mắt có người liền sông lên muốn cắn. Diệp tố trong lòng nhảy dựng, căng ra phi kính giáp. Dù phục thời nghe thấy thanh âm của nàng, không chỉ không nhúc nhích mà còn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố. Trong khoảnh khắc đầu địa long sắp cắn chúng du phục thời thì thấy hắn dơ lên súng bắn phù, ấn cỏ súng, một lá phù dán một cái bộp, lên đầu địa long trên mặt đất. Diệp Tố Đó là phù chú gì? Từ Trình Ngọc đứng ở bên cạnh Diệp Tố, nhìn đầu địa long bất động thì nhịn không được hỏi. Diệp Tố đứng dậy, rỗi tay vào túi càn khôn lật lật, lần thứ hai rơi vào trầm mặc, du phục thời đã lấy định thân phù nàng mua lắp vào súng phù dùng tốt chứ diệp tố đi qua mặt vô biểu tình hỏi Dù phục thời cúi đầu nghịch súng bắn phù trong tay giả vờ không nghe thấy phàm nhân này khẳng định là muốn lên lớp hắn vừa rồi nếu lắp sai phù thì đệ chỉ có một đường chết diệp tố thở dài nhận mệnh nói phi kính giáp có thể ngăn cản công kích của nguyên anh kỳ lần sau phải dùng nó dù phục thời ngẩng đầu nói không dùng đại sư tỷ xoay người cũng làm bộ không nghe thấy tưởng có mình đệ biết giả điếc chắc chờ ba người rời sang khu vực an toàn một chút thì phát hiện cách đó không xa âm thanh yêu thú gào giống ngày càng nghiêm trọng hơn từ huynh huynh còn có thể xuất kiếm không diệp tố nhìn về phía yêu thú đang tập trung tài liệu bày sẵn mà không nhặt thì thật lãng phí tác giả có lời muốn nói Kiều Kiều, phàm nhân này vậy mà dám học ta. chương 39 Tứ Lăng Địa Tàng Pháp Trường Ảnh hưởng mà Địa Huyễn Liên mang lại không phải chỉ cần chém chết Địa Long là có thể tiêu trừ. Những yêu thú trong bí cảnh toàn bộ đã bị hương sen mê hoặc tụ tập cắn giết. Ba người diệp tố còn chưa tiếp cận, từ xa đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, chờ đến khi bọn họ đến gần thì quả nhiên trên mặt đất đã có không ít thi thể yêu thú, có vài con đã bị đạp sắp thành thịt nát, có vài con vẫn còn nằm trên mặt đất dẫy rùa. Ở trung tâm của khu vực có ba con yêu thú đang điên cuồng cắn xé, các yêu thú khác đều không dám đến gần. Giác bằng, đại bàng có sừng, báo gai và cá sấu sương mù. Từ trình ngọc nhìn ba đầu yêu thú đằng xa nói, cảnh giới của chúng đều là kim đan hậu kỳ. Diệp tố từ phía sau hắn đi ra, nhìn về phía xa xa, ở đối diện có không ít tu sĩ đang ẩn nấp. Bọn họ muốn lấy yêu đan. Từ Trình Ngọc nói, yêu thú từ kim đan kỳ trở lên sẽ có yêu đan. Địa Long vừa rồi cũng có sao? Diệp Tố theo bản năng hỏi. Từ Trình Ngọc lắc đầu, Địa Long cộng sinh với Địa Huyễn Liên thì không giống vậy, phải chờ sau khi hoàn thành giai đoạn tiến giai đầu tiên mới có thể sinh ra yêu đan. Thì ra là thế ba người không có trực tiếp đến khu vực trung tâm cũng không nấp vào gần đó mà đi dọc theo chung quanh bắt đầu nhặt hài cốt của yêu thú xương cốt hàm răng da lông còn chưa bị tổn hại những thứ này đều là những thứ diệp tố cần nàng không để bụng trên tay dính đầy máu tanh thịt nát chỉ một lòng muốn lấy tài liệu có thể dùng để luyện khí từ trình ngọc nắm kiếm ở bên cạnh cảnh giác những tu sĩ khác hoặc là yêu thú có thể xông qua tới còn du phục thời thì. Hắn hiển nhiên không thích hoàn cảnh dơ bẩn như thế này, cũng nhìn không được phàm nhân này dơ hề hề ngâm mình trong đống máu loãng thịt nát đó, nên hắn không ngừng ném thanh khiết thuật lên người nàng. Diệp Tố, tiểu sư đệ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến phụ ta một chút đi. Du phục thời trăm triệu không nghĩ tới, hảo tâm giúp phàm nhân này nàng còn muốn kêu mình làm việc. Vụ sát hoa có thể mang nhiều thêm 10 ngày. Diệp Tố bỗng nhiên nói, dù phục thời vốn dĩ giả bộ không nghe thấy bỏ đi sang một bên nhưng vừa nghe thấy lời này liền dừng lại, nhưng mặt vẫn ngoảnh về một hướng khác. 15 ngày, dù phục thời tiếp tục vờ như không nghe thấy, nhưng chân lại tiến lên một bước. 10 ngày, như thế nào lại giảm xuống rồi? Dù phục thời nhíu mày quay đầu nhìn Diệp Tố, tiếp theo 15 phải là 20 mới đúng phàm nhân này số học còn không giỏi bằng hắn. Diệp Tố cúi đầu thu thi thể yêu thú vào túi cản khôn, cơ hội 15 ngày đã cho, để không cần thì thôi. Dù phục thời trong lòng lại yên lặng nhớ một bút cho phàm nhân này, sau đó chậm gì gì nói, sẽ làm dơ túi cản khôn. Dùng của ta đi, từ trình ngọc tháo xuống túi cản khôn bên hông, sau khi ra ngoài trả lại ta là được. Đa tạ, Diệp Tố Ý bảo Du Phục Thời nhận lấy. Du Phục Thời không quan tâm, trực tiếp mở ra túi cản khôn của mình, bắt đầu thu thập thi thể yêu thú. Hai người chỉ dọc theo phụ cận thu thập những tài liệu sẵn có. Một số tu sĩ vốn đang giấu mình ở gần đó thấy bọn họ bình yên vô sự cũng dần dần chạy ra nhặt thi thể yêu thú. Tu sĩ tụ tập càng lúc càng nhiều khiến cho ba đầu yêu thú đang chém giết đằng kia bắt đầu chú ý. Tốc độ của bọn chúng chậm lại, Đôi mắt yêu dị nhìn về phía các tu sĩ, tầm mắt đảo qua đảo lại trên những người này, dần dần ngừng cắn xé, ngược lại chạy về phía bọn họ bên này. Rác bằng vỗ cánh, cá sấu xương mù bò tới rào rạt, báo gai cũng tung tứ chi phóng tới băng băng. Mục tiêu vậy mà lại là du phục thời đang hòa trong đám đông nhặt thi thể yêu thú. Yêu thú tới, tu sĩ cách chúng nó gần nhất chỉ kịp hét lên một câu như thế liền bị báo gai cắn đứt thân thể. Các tu sĩ khác nghe thấy động tĩnh thì ào ào chạy trốn, Diệp Tố nhíu mày nhìn Du Phục Thời đang đứng đưa lưng về đám yêu thú, nàng chạy nhanh đến trước mặt hắn, lôi kéo hắn bỏ chạy. Lúc này ba đầu yêu thú đã đến nơi, vây quanh Diệp Tố, Du Phục Thời và Tử Trình Ngọc ở phía sau chạy tới. Diệp Tố khởi động phi kính giáp, dùng chuông phòng hộ ngăn trở công kích của ba con yêu thú. Giác bằng công kích ở phía trên báo gai cùng cá sâu xương mù tả hữu giáp công, chuông phòng hộ dập dờn từng trận. Diệp Tố, các ngươi ở yên trong này. Từ Trình Ngọc nắm chặt kiếm, trong mắt chiến ý sục sôi, để ta đối đầu chúng nó. Hắn đi ra khỏi chuông phòng hộ, ba đầu yêu thú nhìn nhìn người bên trong, cuối cùng quyết định giải quyết trước tên tu sĩ đi ra này. Diệp Tố nhìn bên ngoài từ Trình Ngọc đang chiến đấu với ba con yêu thú, lại rũ mắt đảo qua thi thể yêu thú còn thừa trên mặt đất, bỗng nhiên nói với du phục thời, vừa rồi chúng nó là nhắm vào đệ. Phương hướng của ba con yêu thú rất rõ ràng, chẳng qua là bị đông đảo tu sĩ ngăn trở, trên đường vọt đến lại công kích các tu sĩ không kịp trốn tránh nên mục tiêu là du phục đứng giữa đám đông cũng không quá rõ ràng, ít nhất từ trình ngọc không phát hiện ra. Trên người du phục thời rất sạch sẽ, hắn không giống Diệp Tố dùng tay chạm vào thi thể yêu thú mà là dùng một chút linh lực đem yêu thú ném vào túi cản khôn. Khi Diệp Tố nói chuyện hắn như là không nghe thấy, liếc mắt nhìn hai tay nàng dính máu lại bắt đầu ném thanh khiết thuật. Ngoặc kép. Diệp Tố trầm mặc, nếu thật sự là yêu cũng không biết là loại yêu gì, có thói ở sạch, lại ghét bỏ những đồ vật xấu, chẳng lẽ là hoa thủy tiên yêu gì đó từ trình ngọc bên ngoài giờ phút này đã bị rác bằng bắt lấy bị móng vuốt của nó chế trụ máu trên vai không ngừng chảy ra kiếm trong tay hắn sớm đã bị cá sấu sương mù cắn kiếm tới từ trình ngọc duỗi tay hô thanh kiếm trong miệng cá sấu sương mù không ngừng đong đưa thân kiếm dần dần bị kiếm ý bao trùm rốt cuộc từ trong miệng cá sấu sương mù bay ra cắt một vết thương lớn trên miệng nó từ trình ngọc ở giữa không trung nắm lấy kiếm bay tới quay người vung lên, chém đứt hai chân của giác bằng. Giác bằng gào lên một tiếng, cánh của nó khi chém giết trước đó đã có vết thương, nay lại mất đi hai chân, tức khắc sức mạnh liền giảm đi nhanh chóng. Báo gai bên cạnh đã quan sát từ lâu, khom người lấy đà bật cao một cái, ngọn đầu của giác bằng. Ba con yêu thú chỉ còn lại hai. Lúc này Diệp Tố nhận được tin tức mã tổng thu truyền đến sư đệ sư muội của cô đều đang ở đây đột phá. Mã Tổng Thu quay mấy người Minh Liêu Sa đang ngồi đà tọa cho nàng nhìn một cái, linh khí ở mắt cảnh cực kỳ nồng đậm, hẳn là cảnh chủ đã thiết lập trận pháp gì đó bên dưới, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, các người mau tới đây xem thử đi. Lát nữa chúng ta sẽ qua tới, sư huynh của các người. Diệp Tố nhìn từ Trình Ngọc bên ngoài, mỗi lần hắn huy kiếm tựa hồ đều có thể khiến cho linh khí chung quanh dao động mãnh liệt, kiếm ý cũng càng thuần thục thêm một phần. Đại sư Huynh bị làm sao? Chu Vân khẩn trương nhìn qua. Ta nghĩ là sắp đột phá. Diệp Tố nói, vừa rồi lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý, mã tổng thu tức khắc kích động. Kiếm tu có thể ở nguyên anh kỳ lĩnh ngộ được kiếm ý đã là thiên túng chi tài, hiện tại đại sư huynh chỉ mới ở kim đan kỳ mà đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý mã tòng thu biểu tình hưng phấn nói kim đan kiếm ý nếu tông chủ biết được nhất định sẽ rất cao hứng chờ xử lý xong bên này chúng ta sẽ chạy tới cảnh mắt diệp tố nói thay ta bảo vệ sư đệ sư muội của ta diệp đạo hữu yên tâm chu vân đứng ở bên cạnh nói có chúng ta ở đây sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện mặt khác từ trình ngọc đã thương tính đầy mình nhưng tình huống của hai con yêu thú cũng không tốt hơn là bao hắn đang lấy chiến dưỡng kiếm ý kiếm ý vừa ngộ được còn đang không ngừng trở nên thuần thục không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ ta đói bụng khi diệp tố đang quan sát từ trình ngọc thì du phục thời đứng bên cạnh nói diệp tố sớm đã tập thành thói quen thuận tay lấy ra một lọ tích cốc đan cho hắn tầm mắt vẫn dừng trên thân kiếm của từ trình ngọc dù phục thời nhận lấy tích cốc đan ăn một cái đến một cái, còn chưa ăn xong lại nói: Diệp Tố, ta mệt mỏi. Nơi này không có chỗ ngủ, đợi ra ngoài rồi ngủ tiếp. Diệp Tố xoay mặt qua nhìn hắn, một gương mặt thanh lãng cao quý, trong mắt đen huyền đạm mạc, dáng người thon dài, nhìn thế nào cũng không giống là người chỉ biết ăn rồi ngủ. Giống. Lúc này một tiếng gào tuyệt vọng của yêu thú truyền đến diệp tố nhìn lại thì thấy từ trình ngọc đã đứng yên thanh kiếm trong tay không ngừng nhỏ máu xuống mặt đất báo gai cùng với ca sấu sương mù đều đã bị chém đầu đi Di thôi diệp tố thu hồi phi kính giáp một tay lôi kéo du phục thời đi đến bên cạnh từ trình ngọc bọn họ đã tới mắt cảnh rồi từ trình ngọc lấy ra một viên đan dược nuốt xuống gật gật đầu nói với nàng xin lỗi yêu cốt nát rồi đối với luyện khí sư mà nói một bộ xương cốt hoàn chỉnh của yêu thú là tài liệu tốt nhất, nhưng hiện giờ bộ xương của ba con yêu thú Kim Đan Kỳ đều đã bị đứt gãy. So với yêu cốt thì Diệp Tố càng quan tâm một chuyện khác hơn, huynh sắp đột phá sao. Từ Trình Ngọc nhắm mắt, cảm thụ linh phủ dao động, rồi lại mở mắt ra, đúng vậy, kết anh cần thời gian, chúng ta tới mắt cảnh trước đã. Hắn có chút ngượng ngừng, rõ ràng đi theo bảo hộ nhóm Diệp Tố tới đây tăng lên cảnh giới, kết quả chính mình lại dành trước một bước muốn đột phá. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của hắn Diệp Tố cười nói, cơ hội đột phá của luyện khí sư khá phức tạp, không giống với kiếm tu. Tầm mắt từ Trình Ngọc Dừng ở trên người du phục thời bên cạnh, do dự hỏi, hắn. Bị thương. Tuy rằng ngày thường không thường nói chuyện nhưng vị tiểu sư đệ thiên cơ môn này cho hắn một cảm giác kiêu ngạo khó nói. Mệt mỏi. Từ Trình Ngọc trầm mặc, có thể ở trong bí cảnh mệt mỏi, cảm giác an toàn của bọn họ rất cao sao? Ba người xoay người đi về phía mắt cảnh, các tu sĩ chạy trốn vừa nãy lúc này lại lục tục ló mặt ra, nhìn Từ Trình Ngọc cả người đầy thương tích rồi lại nhìn Diệp Tố, cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Trong mắt cảnh, Mã Tổng Thu cùng Chu Vân ôm kiếm đứng ở trước sau ba người Minh Lưu Sa, không ngừng tuần tra xung quanh bọn họ thừa lúc yêu thú tụ tập đi đến mắt cảnh. Những tu sĩ có đầu óc linh hoạt cũng đồng dạng chạy tới, nhưng những người này không phải vì linh khí mà là vì bảo vật ở mắt cảnh. Năm người tìm một chỗ để minh liêu sa cùng Tây Ngọc, hạ nhĩ đả tọa hấp thu linh khí, nỗ lực đột phá. Có người cho rằng chỗ bọn họ ngồi bên dưới có dấu gì đó, muốn xông tới công kích, đều bị mã tổng thu cùng Chu Vân ngăn cản. Kiếm tu chưa bao giờ là dễ chọc, đặc biệt là Ngô kiếm phái. Mã Tổng Thu cùng Chu Vân xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, tu sĩ chung quanh biết là không dễ đụng vào nên không dám tiến lên khiêu khích nữa. Đại sư huynh, Chu Vân nhìn thấy Từ Trình Ngọc đến thì lập tức hô lên, lại thấy đạo bào hắn nhuốm đầy vết máu thì khẩn trương hỏi, "Đại sư huynh, huynh bị thương?" "Không có việc gì." Từ Trình Ngọc ý bảo nàng cứ đứng đó, bản thân sẽ đi qua. Diệp Tố nắm tay du phục thời tiến vào, nháy mắt liền có thể cảm nhận được linh khí thoát cái bổ vây lấy cả người. Linh khí nơi này, quá nồng. Từ Trình Ngọc nhíu mày nói, linh phủ của hắn đã sôi trào, sắp áp không được cảnh giới. Ngay cả đại đệ tử của ngô kiếm phái còn phải thốt lên linh khí ở mắt cảnh này quá mức nồng đậm. Ánh mắt của Diệp Tố đảo qua chung quanh, nơi này cũng có hồ nước, nở đủ loại hoa sen, Nàng lại nhìn ở cách đó không xa các tu sĩ đang tranh đoạt pháp khí. Tứ Lăng Pháp Trượng, Vạn Phật Tông Tứ Lăng Pháp Trượng. Từ Trình Ngọc lắc đầu, ta đã thấy qua, đài sen của Tứ Lăng Pháp Trượng là ngọc đài. Diệp Tố lại một lần nữa nhìn về trung tâm mắt cảnh, nơi đó có một cái đài sen, ở giữa một pháp trượng hình Tứ Lăng cao bảy trượng đang trôi nổi, phần đầu là đài sen màu đen ba tầng giao điệp, xung quanh khắc bốn nửa vòng tròn trong nửa vòng tròn lại có vòng tròn nhỏ. Là tứ lăng địa tạng pháp trượng ở trước thần vẫn kỳ. Diệp Tố chậm rãi nói. Ba người ngô kiếm phái nghe thấy thần vẫn kỳ thì theo bản năng nhìn qua phía nàng. Chu Vân hỏi, thần vẫn kỳ. Diệp Tố không lên tiếng, nàng chỉ thấy qua miêu tả trong một quyển bút ký của thiên cơ môn. Dù phục thời đứng bên cạnh bỗng nhiên lấy địa huyễn liên ra khỏi túi cản khôn của nàng, chỉ vào trung tâm cảnh mắt, bỏ nó lên đó đi, rất đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, vừa buồn ngủ vừa đói, còn phải chỉ điểm cho phàm nhân này. chương 40 Vòng thanh chú Cũng không phải phóng pháo hoa, gì mà đẹp với không đẹp chứ. Mã Tổng Thu thật sự cạn lời với vị tiểu sư đệ thiên cơ môn này, lớn lên một bộ dáng bình hoa không nói, ngữ khí nói chuyện cũng giống bình hoa là sao. Du phục thời bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía hắn, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không mang theo bất luận cảm xúc gì. Chỉ trong nháy mắt đó, Mã Tổng Thu cảm thấy không gian quanh mình như động lại, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, sắc mặt tức khắc thay đổi. Diệp Tố dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn Du Phục Thời, chỉ thấy tiểu sư đệ rũ mắt, bộ dáng đang cực kỳ buồn ngủ, thuận tiện còn nhét địa huyễn liên vào tay nàng cầm cũng lười biếng không muốn cầm. Hơi thở cường đại lập tức biến mất không thấy bóng dáng, mã tổng thu thậm chí còn nghĩ bản thân có phải sinh ra ảo giác hay không. Nhất định là ảo giác rồi, tiểu sư đệ thiên cơ môn này còn không lợi hại được như dịch huyền gì đó, vừa rồi nhất định chỉ là ảo giác mà thôi. Nghĩ như vậy mã tổng thu liền cảm thấy bực bội bản thân vừa rồi lại sợ hãi đến thế. Tứ lăng pháp trưởng là pháp khí của vạn Phật Tông, chuyên trấn yêu ma, minh thần thanh tâm. Từ trình ngọc nhìn pháp trượng xa lạ trên đài sen nói, có lẽ bí cảnh này là nơi người vạn Phật Tông từng lưu lại. Hắn vừa dứt lời thì nhíu nhíu mày, tay cầm kiếm chống xuống đất một cái. Chu Vân phát hiện không ổn, đại sư huynh. Từ trình ngọc giơ tay, ta không sao. Linh khí ở nơi này quá mức nồng đậm, hắn lại mới lĩnh ngộ kiếm ý, căn bản không áp chế được linh phủ sôi trào hắn sắp đột phá. Diệp Tố lên tiếng, từ huynh, nơi này lưu lại một người là được. Một kiếm tu kim đan kỳ, còn có lữ cửu, ngoài ra nàng cũng ở đây, nơi này cũng không có yêu thú, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Linh khí xung quanh không ngừng ảo ảo chảy về hướng từ trình ngọc, hắn quay đầu nhìn ba người minh lưu xa đang đả tỏa, nói với mã tổng thu, đệ đi với ta, để chu sư muội lưu lại che chở bọn họ kiếm thuật của Chu Vân mạnh hơn Mã Tổng Thu, để nàng lưu lại đây từ Trình Ngọc an tâm hơn. Vốn dĩ là ngô kiếm phái bọn họ đáp ứng che chở thiên cơ môn tiến vào bí cảnh nâng cao cảnh giới, kết quả ngược lại bản thân hắn lại đột phá trong bí cảnh. Từ Trình Ngọc đột phá Nguyên Anh cần một lượng linh khí rất lớn, nếu ở lại sẽ quấy nhiễu mấy người minh lưu xa nên chỉ có thể rời nên một chỗ khác hắn cùng mã tổng thu vừa đi diệp tố liền lấy ra phi kính giáp ném lên không trung mở ra chuông phòng hộ bao phủ lấy ba người minh lưu xa cách đó không xa các tu sĩ trên đài sen đang đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì muốn đoạt pháp trượng ở phía trên không phải ai cũng đều nhận ra pháp trượng đó là cái gì nhưng ai cũng rõ ràng đó là một bảo vật cũng có người chỉ đứng gần đó quan sát chờ đến cuối cùng sẽ ra tay thậm chí còn cảnh giác nhìn qua nhóm diệp tố bên này Diệp Tố, Lữ Cửu sắc mặt kỳ quái nói, ta giống như cũng muốn đột phá. Linh khí ở đây thật sự quá mức nồng đậm, nàng không cách nào khống chế được mà hấp thu chuyển hóa. Vậy cũng vào trong đi. Diệp Tố hắt đầu về chung phòng hộ nói với Lữ Cửu. Chờ Lữ Cửu đi vào ngồi xuống, chuẩn bị đột phá, khu vực trung tâm mắt cảnh này liền lục tục có các tu sĩ dừng lại, mở ra pháp bảo hộ thân, ngồi xuống ngay tại chỗ đột phá cảnh giới. Diệp Tố nhìn từ Trình Ngọc đang ngồi cách đó không xa, lại đảo qua các tu sĩ khác cũng đang đột phát, giữa mày dần trao lại, tình huống không đúng, có quá nhiều người muốn đột phá. Lúc trước Mã Tổng Thu đã nói qua, hắn cảm thấy linh khí ở đây quá mức nồng đậm, suy đoán có trận pháp gì đó. Diệp Tố, ta mệt mỏi. Du phục thời bên cạnh lại một lần nữa nói. Diệp Tố xoay người nhìn hắn, vừa muốn nói gì thì liền thấy tiểu sư đệ ngã về phía mình. Nàng rỗi tay đỡ lấy du phục thời, đây là mệt mỏi hay là hôn mê? Bọn họ đây là bị làm sao vậy? Chu Vân đã nhìn thấy Mã Tổng Thu cũng ngồi xuống, rõ ràng là bảo đi qua làm hộ pháp cho Đại sư Huynh. Diệp Tố không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn về hướng Đài Sen. Giờ phút này ở trung tâm mắt cảnh, phần lớn mọi người đều đang nhập định đột phá cảnh giới, chỉ có một phần nhỏ người thanh tỉnh, trên đài sen chỉ còn hai tu sĩ, mỗi người một bên trái phải đồng thời nắm lấy Tứ Lăng Địa Tạng Pháp Trượng. Hai người ai cũng không nhường ai, một tay nắm pháp trượng toàn lực kéo về phía mình, một tay khác phóng thích linh lực công kích đối phương. Tứ Lăng Địa Tạng Pháp Trượng vốn đang lơ lửng trên đài sen, bởi vì bị hai người tranh đoạt nên đóa sen nhỏ trên đầu trượng bắt đầu lung lay, linh khí ở mắt cảnh đột nhiên chuyển hướng dần dần chảy vào pháp trượng bao gồm cả hai gã tu sĩ đang tranh đoạt, từ chỗ tay nắm pháp trượng linh lực của bọn họ bị hút không còn chút gì, thậm chí ngay cả thân thể cũng đều khô quát lại. Chu Vân khiếp sợ nhìn kia hai gã tu sĩ, sắc mặt trở nên khó coi. Việc đột phá cảnh giới này có biến. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn về phía Chu Vân, trên người của cô có pháp bảo hộ thân gì không? Loại pháp bảo hộ thân nào mà hai vị sư huynh cô không có? Ba người này mặc dù đều là thân truyền đệ tử của Ngô Kiếm phái nhưng thân phận của Chu Vân đặc thù hơn một chút vì nàng là nữ nhi của tông chủ Ngô Kiếm phái, pháp bảo hộ thân chỉ nhiều hơn chứ không ít. Chu Vân vội vàng xem xét pháp bảo hộ thân của mình, cuối cùng cúi đầu vỗ vỗ lên vòng cổ tường vân màu bạc trước ngực. Đây là vòng thanh chú do Ngũ Hành Tông tặng lễ khi ra sinh ra, sư huynh bọn họ không có. Vòng thanh chú là gì? Diệp Tố chỉ am hiểu về luyện khí, chưa từng nghe qua cái này. Là một loại phù chú. Chu Vân giải thích, bên trong khóa được đại năng ngũ hành tông bỏ vào phù chú thanh tâm, sau khi mang lên có thể thanh trừ hết thảy những chướng khí dụ dỗ. Đại năng thực lực càng cao con nối dõi càng gian nan, vậy nên năm đó khi tông chủ ngô kiếm phái sinh được một nữ thì liền trở thành đại hỷ sự, các tông các phái không ngừng đưa đến đại lễ, vòng thanh chú là một trong số đó phụ thân nàng nhận được liền đeo lên cho nàng, từ đó đến nay chưa bao giờ tháo xuống. Diệp Tố gật gật đầu, đỡ du phục thời đã nghẹo một bên ngủ say dựa vào vách đá, phiền cô trông chừng bọn họ, ta đi chỗ đài sen. Nhưng mà, Chu Vân nhìn hai tu sĩ đã thành thây khô trên đài sen, pháp trượng đó có vấn đề. Diệp Tố cúi đầu nhìn địa huyễn liên trên tay, nếu không thử thì tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây. Cái gì? Chu Vân nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện tất cả tu sĩ nhập định muốn đột phá đều đang bị pháp trượng trên đài sen hút đi linh lực. Nàng sốt ruột nhìn từ Trình Ngọc cũng mã tổng thu cách đó không xa, sư huynh bọn họ cũng bị trúng chiêu. Diệp Tố không rõ lắm vì sao tứ lăng địa tạng pháp trượng lại hấp thu linh lực của tu sĩ. Nàng cũng không có vòng thanh chú, thứ duy nhất nàng có mà những người trúng chiêu không có chính là địa huyễn liên. Hơn nữa còn có câu nói không đầu không đuôi kia của du phục thời, Diệp Tố nguyện ý thử một lần. Diệp Tố tay cầm điệu huyễn liên, đi từng bước đến bên cạnh đài sen, nguyên khí vốn dĩ nồng đậm bao quanh lấy cơ thể nay toàn bộ lại chảy về tứ lăng địa tạng pháp trượng, hoặc là dùng từ thu hồi càng thích hợp hơn. Tứ lăng địa tạng pháp trượng, cao bảy trượng, đầu trượng có khối đài sen hắc ngọc, bốn phía ngoài có bốn nửa vòng tròn bao lấy vòng tròn nhỏ chuyên dùng để chấn huyễn thanh ma, là pháp khí của Phật tử vạn Phật Tông vào trước thần vẫn kỳ. Đây là một câu mà Diệp Tố đã đọc được trong một quyển bút ký trên tầng 5 của tàng điển các thiên cơ môn, nói đúng hơn là trên một tờ giấy được kẹp trong quyển bút ký đó, hẳn là bị vị tiền bối nào đó xé xuống nhét ở bên trong. Diệp Tố bước từng bước lên đài sen, nàng không lập tức chạm vào pháp trượng mà xoay người nhìn xuống dưới, hơi hơi hít mắt, trận pháp, Toàn bộ mắt cảnh vốn nằm ở khu vực có địa thế cao, đài sen lại cao gần 10 mét nên nàng có thể dễ như chở bàn tay nhìn thấy rõ diện mạo của hơn phân nửa bí cảnh. Hồ nước, hoa sen, thêm đá. Diệp tố nhìn không rõ được toàn cục nhưng có thể ẩn ẩn phát hiện được nơi này có đại hình trận pháp, loại kết cấu khiến linh khí trong thiên địa dao động, cực kỳ giống với cảm giác khi vẽ phù chú nếu Diệp Tố Am hiểu trận pháp sẽ nhìn ra được trận pháp này cũng không phải chuyển vận linh lực cho tứ lăng địa tạng pháp trượng trên đài sen mà tương phản nó vốn dĩ muốn đưa linh lực đến chỗ mà trước đó các nàng phát hiện ra địa huyễn liên. Nàng xoay người lại, nhìn chằm chằm tứ lăng địa tạng pháp trượng một hồi, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt đài sen, trên đó có khắc một đồ án phức tạp. Diệp Tố ngồi xổm xuống nhìn đồ án đó thật lâu, mãi cho đến khi nghe thấy Chu Vân ở phía dưới sốt ruột kêu nàng. Lúc này nàng mới vươn một đầu ngón tay dùng linh lực vẽ thật mạnh lên mặt đài sen, phá hủy đồ án, sau đó mới đứng dậy cầm địa huyễn liên trong tay bỏ lên đài sen của tứ lăng địa tạng pháp trưởng. Khoảnh khắc địa huyễn liên được đặt lên, vô số lá sen trong mắt cảnh liền lắc lư theo gió, hoa sen thì đột nhiên trong nháy mắt liền điêu tàn khô héo, phảng phất như bị cái gì hút đi mà địa huyễn liên lại từ một cái mầm dần dần biến to, chuyển hóa thành hai đóa hoa sen. Quả thật là đẹp mắt. Diệp Tố nghĩ thầm, đáng tiếc vị tiểu sư đệ nào đó đã hôn mê, nhìn không thấy. Ngừng rồi, Chu Vân ở dưới hô lên. Những tu sĩ đang đột phá cảnh giới không bị hút đi linh lực nữa. Diệp Tố nhìn tứ lăng địa tạng pháp trượng đang trôi lơ lửng trên đài sen chậm rãi rơi xuống, đài sen ba tầng trên đầu trượng ẩn ẩn nổi lên quần sáng màu sen, nàng do dự một hồi, đưa tay ra cầm lấy nó. Cũng không có gì phát sinh. Diệp Tố không chút khách khí bỏ tứ lăng địa tạng pháp trượng vào trong túi cản khôn, sau đó bước xuống khỏi đài sen. Bọn họ vẫn chưa tỉnh lại. Chu Vân khẩn trương hỏi, có khi nào đã xảy ra chuyện hay không? Linh khí vẫn còn ở đây, phiền Chu sư muội chém một kiếm, diệp tố tùy tay chỉ chỉ về phía hồ nước bổ nó ra chém như thế nào chu vân hỏi tùy ý cứ chém một cái làm linh khí bên trong nó bị chặt đứt là được diệp tố nói chu vân gật đầu nhìn thoáng qua hai vị sư huynh đang ngồi đằng kia sau đó rút kiếm nhảy lên nhẹ nhàng vung kiếm chém một nhát nhưng uy lực phát ra lại nặng tựa nghìn cân trong khu vực mắt cảnh lấy vị trí Chu Vân đáp xuống làm điểm bắt đầu, từ đây một vết kiếm sâu đậm được bổ xuống thẳng đến hồ nước. Hồ nước vỡ ra, nước cùng bùn chảy ra lênh láng, lộ ra trận đá bên dưới, mà linh khí vốn dĩ nồng đậm ở trung tâm mắt cảnh cũng tức khắc tiêu tán. Quả nhiên là có trận pháp. Chu Vân nhíu mày, không biết là bí cảnh của ai mà lại ác độc như thế, thiết kế cả trận pháp để hấp thu linh lực của tu sĩ nàng nói xong liền vung lên một kiếm nữa chém nát trận đá. Diệp Tố cũng không để ý nữa, lúc này lực chú ý của nàng đều đặt lên mấy người Minh Lưu Sa đang nhập định. Không ít tu sĩ ngụy đột phá dần dần tỉnh táo lại, trong đó có Lữ Cửu cùng Mã Tổng Thu, dư lại vài người vốn dĩ thật sự muốn đột phá. Đại sư Tỷ, Minh Lưu Sa chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhật đứng lên, hắn xem xét linh phủ của bản thân, khàn khàn nói, trúc cơ trung kỳ. Đang đột phá lại bị mất đi linh lực đối với ai mà nói cũng đều không phải chuyện tốt, quả nhiên, sau đó khi Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ tỉnh táo lại thì đều cảm thấy không thoải mái, Hạ Nhĩ thậm chí không thể đứng lên, trực tiếp ngã sang một bên. Nghiêm trọng nhất là từ Trình Ngọc, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, vốn nên kết thành nguyên anh. Quanh thân từ Trình Ngọc toát ra quang mang màu lam nhạt, đôi tay chắp lại để trước bụng, Linh thức như đi vào cõi thần tiên, không ngừng đi về phía xa, mắt thấy đã đến bước cuối cùng có thể kết anh thì không biết đụng phải cái gì, nguyên anh sắp kết thành lại vỡ vụn, hộc máu. Đại sư huynh, Mã tổng thu nhanh chóng quyết định điểm xuống huyệt trụ thiên của hắn, phong bế linh lực. Chu Vân nửa quỳ trên mặt đất, lấy ra đan dược từ túi càn khôn của bản thân đút cho Từ Trình Ngọc, tại sao lại như vậy? Rõ ràng hình dạng của Nguyên Anh cũng đã gần thành tại sao lại kết anh thất bại chúng ta phải đi thôi diệp tố chỉ chỉ lên trên nói với mã tòng thu cùng chu vân bí cảnh này sắp sụp lại sụp lữ cửu nắm kiếm lắc đầu kỳ quái nàng đã xông vào rất nhiều bí cảnh chỉ có lần trước cùng lần này là bị sụp bí cảnh không phải chỉ biết đóng rồi mở thôi hay sao sao lại còn sụp chắc là do định cảnh chi bảo đã bị cầm đi diệp tố nói Định cảnh chi bảo. Lữ cửu kinh ngạc, sau khi nàng nhập định thì cũng không biết kế tiếp đã xảy ra chuyện gì, ai cầm. Diệp tố nhẹ nhàng đáp, ta. Tứ lăng cái gì trượng đó là định cảnh chi bảo ư? Lữ cửu tò mò hỏi. Diệp tố đỡ du phục thời lên, chắc là vậy. chương 41 Văn Đông tài liệu hành Diệp tố vừa dứt lời, không đến một khắc sau toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp đổ, tất cả tu sĩ bị bắn ra ngoài. Vừa ra tới từ trình ngọc lại phun ra một búng máu, tu sĩ đột phá cảnh giới thất bại bị thương tổn tuyệt đối không nhẹ, thậm chí nếu tâm cảnh bị hao tổn thì về sau sẽ rất khó để tiến dai. Đại sư Huynh, Chu Vân nôn nóng hô lên. Từ trình ngọc giơ tay lau đi vết máu bên môi, quét mắt nhìn chung quanh có không ít tu sĩ cũng bị bắn ra tới, nhìn Diệp Tố nói, chúng ta trước rời khỏi đây đi đoàn người trở lại chỗ ở ở tập Đông Thành. Diệp Tố đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn trầm chằm du phục thời vẫn còn đang hôn mê. Hắn nằm đó không có bất luận phòng bị gì, tóc dài tán loạn trên giường. Từ lúc đó đến nay vẫn chưa từng tỉnh lại nhưng hô hấp vẫn còn ổn định. Du phục thời nhân vật này chưa bao giờ xuất hiện qua trong nguyên tác. Nhưng hắn không chỉ có thiên cơ lệnh mà còn biết phải bỏ địa huyễn liên lên tứ lăng địa tạng pháp trưởng. Rốt cuộc thân phận của hắn là gì? hắn đang mưu đồ gì với thiên cơ môn. Một lúc sau nàng bỗng nhiên rưỡi tay đến phần cổ thon dài của hắn, hơi dùng sức bóp lấy. Đại sư tỷ, hạ nhĩ đẩy cửa bước vào, đây là y tu mã đạo hữu mời tới, thuận tiện đến xem cho tiểu sư đệ. Từ trình ngọc sao rồi? Diệp tố làm như không có việc gì rụt tay lại, tránh sang một bên, làm phiền y tu. Hạ nhĩ nói, có thương tích, bất quá tâm cảnh không bị hao tổn, kết thành nguyên anh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Tố gật đầu, tâm cảnh không bị hao tổn là rất may mắn rồi. Y tu kiểm tra du phục thời một lượt cuối cùng nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là cạn hết linh lực, nghỉ ngơi một thời gian là được. Tiểu sư đệ có linh lực sao? Hạ nhĩ đứng ở bên cạnh nói thầm một câu, ngày thường chưa bao giờ thấy tiểu sư đệ tu luyện, ngay cả đại sư tỷ cũng không quản được hắn. Để ở đây trông chừng đệ ấy. Diệp Tố nói với Hạ Nhĩ, ta qua thăm từ Trình Ngọc. Bên kia từ Trình Ngọc cũng đang nghe Chu Vân kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi hắn và Mã Tổng thu nhập định. Biết được lúc ấy trong mắt cảnh chỉ còn hai người các nàng là thanh tỉnh. Diệp Tố đứng yên trên đài sen thật lâu. Chu Vân hơi có chút nghi hoặc nói, sau đó không biết nàng ấy ngồi xổm xuống làm gì đó rồi lại lấy điệu huyễn liên bỏ lên Tứ Lăng Pháp Trượng, mắt cảnh liền ngừng hấp thu linh lực của mọi người. Mã Tổng thu nhớ lại, đây không phải là lời của Du Phục thời nói đó sao? Lúc ấy có phải hắn đang ám chỉ chuyện gì đó đúng không? Không phải. Thanh âm của Diệp Tố từ ngoài cửa phòng truyền đến, ba người nhìn sang thì thấy nàng đẩy cửa bước vào. Từ Trình Ngọc nửa ngồi trên giường, gật đầu với Diệp Tố, dù đạo hữu vẫn ổn chứ? Không có gì đáng ngại. Diệp Tố kéo ghế ra ngồi vào bàn, trên đài sen có trận pháp, ta không hiểu rõ lắm nên chỉ đánh đánh cuộc mình có thể phá vỡ trận thế. Từ Trình Ngọc cũng không hoài nghi lời này của nàng, trận pháp của đại năng ẩn chứa cuồn cuộn trận ý, khó có thể đụng vào, nếu thiết lập trong các bí cảnh lớn thì nhất định không qua bao lâu sẽ bị các tông môn phát hiện đệ tử của đại tông môn đều có nơi thí luyện riêng của bồn tông phái. Tiểu bí cảnh giống vừa rồi thường cũng chỉ có tu sĩ tu sáu thấp mới có thể tiến vào. Hơn nữa khoảng cách giữa các lần mở ra cũng ngắn, mấy năm sẽ mở một lần. Từ Trình Ngọc suy đoán nói, có người cố ý thiết hạ trận pháp trong tiểu bí cảnh, lấy tứ lăng địa tạng pháp trượng làm mắt trận, hấp thu linh lực của tu sĩ. Đặc biệt những địa phương như bí cảnh này ai cũng đều biết độ nguy hiểm rất cao, có người chết ở trong đó là việc hết sức bình thường, sẽ không có ai hoặc có tông môn nào sẽ chất vấn chuyện này. Có khả năng là tà tu." Mã Tổng Thu nói, "Ta nghe nói có vài tà tu có bí pháp, trước khi chết sẽ thiết lập trận pháp, gặp được cơ hội thích hợp sẽ đoạt xá trọng sinh." Cũng chưa chắc không có khả năng này. Từ Trình Ngọc nhìn Diệp Tố, "Cô có phỏng đoán gì không?" "Linh khí." Diệp Tố nói. Ta nghi ngờ từ bên ngoài có chỗ nào đó vận chuyển linh khí đến mắt cảnh. Từ sau khi trận đá dưới hồ nước lộ ra, nàng liền suy nghĩ linh khí trong mắt cảnh từ đâu mà đến, mức độ nồng đậm của linh khí thế này ít nhất cũng phải là nơi có cấp bậc động phủ trở lên chứ không phải xuất hiện ở một tiểu bí cảnh như thế. Từ Trình Ngọc trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, "Khi kết anh, thần thức của ta mở rộng, dường như đã chạm vào cái gì đó." Tu sĩ dưới cảnh giới Nguyên Anh chỉ có linh thức, tới khi kết anh thần thức mới thành lập, có thể bao trùm ngàn dặm. Thần thức của hắn bất quá chỉ mới chạm đến mà thôi, còn chưa nhìn thấy được rõ ràng là cái gì vậy mà Nguyên Anh vốn dĩ gần kết thành lại vỡ nát. Ta đã báo chuyện này về Ngô Kiếm phái, tuy nhiên bí cảnh đã sụp không ai lại có thể tiến vào xem xét. Từ Trình Ngọc cũng không quá để ý chuyện bản thân kết anh thất bại mà ngược lại lại để ý không biết lúc ấy thần thức của mình đã chạm vào cái gì. Nhưng có suy nghĩ về nó nhiều thêm cũng vô dụng, bí cảnh một khi đã sụp sẽ không tái xuất hiện ở tu chân giới nữa, không có cách nào tiến vào cũng không có cách nào có thể điều tra ra được thứ gì. Diệp Tố lấy tứ lăng địa tạng pháp trượng ra, thân trượng làm từ bạch ngọc, đài sen ba tầng lại làm từ hắc ngọc ở giữa đài sen là hai đóa địa huyễn liên đang nhẹ nhàng lay động, tổng thể của pháp trượng mang đến một cảm giác tà chính đan sen quỷ dị. Nàng nhìn đài sen ba tầng chậm rãi nói, có lẽ đáp án chỉ có thể hỏi vạn Phật Tông. Có cơ hội chúng ta đi vạn Phật Tông nhìn xem. Từ Trình Ngọc nói. Được. Buổi tối Diệp Tố ngồi nhập định trên giường trong phòng. Nàng không đột phá trong bí cảnh nhưng trong linh phủ sớm đã hấp thu một lượng lớn linh khí, chẳng qua nàng mãi không có thời gian luyện hóa. Chúc Cơ Kỳ là giai đoạn tu sĩ định hình linh phủ, ở cảnh giới này, tu sĩ phải không ngừng mở rộng linh phủ của bản thân. Linh phủ càng lớn cũng đồng nghĩa linh lực trong tương lai sẽ càng cuồn cuộn thuần hậu, thực lực của tu sĩ cũng sẽ càng cao. Diệp Tố nhắm mắt, đôi tay chắp lại để trước bụng, bắt đầu luyện hóa linh khí trở thành linh lực của bản thân, rồi lại dùng linh lực mở rộng linh phủ. Biên giới tối đen của linh phủ không ngừng được linh lực thắp sáng, những khu vực sáng lên dần dần bị Diệp Tố nắm giữ. Diệp Tố mở mắt ra, sắc mặt có hơi kỳ quái, phía dưới linh phủ tựa hồ có cái gì đó đang chảy xuôi. Nàng lại một lần nữa dùng linh thức bao trùm lấy linh phủ nhưng lại không phát hiện có gì khác thường. Ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, tất cả mọi người đã đều hồi phục, chỉ còn Du Phục thời vẫn hôn mê. Diệp Tố đi đến phòng hắn nhìn một hồi thấy tiểu sư đệ vẫn hô hấp vững vàng nên nàng đóng cửa lại đi xuống lầu. Dưới lầu của khách điếm, hai cái bàn kê sát vào nhau, ba người thiên cơ môn cũng lữ cửu ngồi một bên, bên còn lại là từ Trình Ngọc, Mã Tổng Thu và Chu Văn. Nguyên Anh Trung Ký, này cũng quá nhanh rồi đó. Diệp Tố vừa mới xuống lâu liền nghe thấy Mã Tổng Thu ở bên kia cảm thán. Nàng kéo ghế ngồi xuống ở trung gian hỏi, mọi người đang nói chuyện gì đó. Hạ Nhĩ nói, toàn bộ tu chân giới đang truyền tay nhau côn luân phái lục trầm hàn đã lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói hắn hiện tại là người đứng đầu của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi ở phù thế đại lục chúng ta. 19 tuổi Nguyên Anh Trung Kỳ Từ Trình Ngọc đổ một ly trà đưa cho Diệp Tố, hơn nữa một tháng trước hắn còn chém chết một thiên ma, vị trí đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Lục Trầm Hàn Diệp Tố thoáng ngây người trong nháy mắt, đã lâu lắm rồi nàng không có giao thoa gì với nam nữ chủ, thiếu chút nữa đã quên mất hai người này. Thiên ma là cái gì? Diệp Tố hỏi, nàng chỉ biết trong nguyên tắc dịch huyền tấn giai từ nhân ma lên ma quân, sau đó là ma tôn cuối cùng một đường lên đến ma chủ. Ma giới phân làm hai loại là nhân ma và thiên ma. Tu sĩ nhập ma gọi là nhân ma, còn thiên ma là ma đầu trời sinh, vừa sinh ra liền có thể đánh ngang tay với tu sĩ nguyên anh kỳ. Từ Trình Ngọc ngồi ở đối diện giải thích, có thể chém giết thiên ma thường phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có năng lực đó. Đổi một cách nói khác thì lục trầm hàn hắn đã vượt cấp đánh bại được tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bất quá hắn hai năm trước không biết vì sao hắn lại đột nhiên biến một khoảng thời gian trong khu vực thí luyện của Côn Luân. Từ Trình Ngọc như suy tư điều gì, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Vân suy đoán, có lẽ đã gặp được kỳ ngộ mã tòng thu ngồi bên cạnh nhìn nàng một cái thiếu chút nữa quên chu sư muội thích lục trầm hàn chu vân đỏ mặt lục trầm hàn xuất thân côn luân diện mạo tuấn mỹ thiên phú lại cực cao muội thích hắn thì có làm sao chứ còn đẹp hơn hai vị tiểu sư đệ của thiên cơ môn sao lữ cửu tò mò hỏi nàng chỉ là một tán tu thực lực không cao trước kia chưa từng có cơ hội giao tiếp với các đệ tử của các đại tông môn Chu Vân ngẩn ngơ, cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có chút ấp úng. Thực lực của hắn mạnh hơn một chút. Từ Trình Ngọc nhìn Chu Vân, không khỏi lắc đầu bật cười, sư muội thích bất quá cũng chỉ là một lớp da mặt mà thôi. Buổi chiều ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Tố quay đầu nhìn về phía sư đệ sư muội, các đệ lưu lại trông coi tiểu sư đệ. Ba người gật đầu đồng ý. Diệp Tố lúc trước trong bí cảnh đã hẹn địa điểm gặp mặt với Hoàng Nhị Tiền. Giữa trưa sau khi dùng cơm xong, nàng lấy ra súng bắn phù, hủy đi, giải thích kết cấu cho sư đệ sư muội xem. Đại sư tỷ, hay là sửa lại một chút? Minh Liêu Sa cầm súng bắn phù nói. Hắn am hiểu nhất là tiểu pháp khí nên trực tiếp đưa ra kiến nghị bỏ thêm chút ám khí vào trong súng phun phù. Khi kích hoạt thì có thể tấn công tay và mắt của đối phương minh lưu xa chậm gì gì nói để nghĩ xong hết rồi diệp tố không cần thêm ám khí công kích mấy đứa hủy đi kết cấu bên trong rồi có thể giáp lại hoàn chỉnh là được rồi đến buổi chiều nàng dựa theo địa chỉ mà hoàng nhị tiền đưa trước đó đến một một ngôi nhà trong một ngõ nhỏ hẻo lánh ngửa đầu nhìn biển hiệu đã lung lay sắp rớt ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vậy mà lại là văn đông tài liệu hành diệp tố bước vào cửa hàng tơ nhện đã đóng trên cửa bên trong đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi không thấy có ai ở bên trong chỉ thấy trên một ngăn tủ cũ có gắn một cái chuông bên cạnh có dán một tờ giấy có việc lắc chuông diệp tố bước tới cầm lấy chuông lắc lắc chỉ trong chốc lát một tu sĩ khô gầy mặc hoàng bào bước từ bên trong ra tới đây tới đây hoàng đạo hữu diệp tố buông chuông xoay người nhìn hoàng nhị tiền diệp đạo hữu hoàng nhị tiền tươi cười nhiệt tình từ đống đồ vật lấy ra một cái ghế dựa tàn tạ mời ngồi có muốn uống chút gì không không cần diệp tối nhìn cái lỗ to trên mặt ghế lúc ta ở mắt cảnh không thấy ngươi hoàng huynh đã đi đâu nàng nhớ rõ lúc gặp hắn ở trong bí cảnh thứ nhất hắn ta ở trong khu vực đánh nhau chạy tới chạy lui chỉ vì chào hàng bùa chú a à thi lúc ấy ta ở một chỗ khác trong bí cảnh. Hoàng nhị tiền cười ha hà nói. Người có pháp bảo có thể chủ động rời khỏi bí cảnh. Diệp tố nhìn hắn nói, thuận miệng hỏi một chút thôi, không cần để ý. Hoàng nhị tiền không phủ nhận cũng không thừa nhận, Diệp đạo hữu súng phun phù thì. Qua mấy ngày nữa sẽ giao một nhóm đến đây. Diệp tố chỉ chỉ vào ba chữ trên đạo bào của mình, không ngờ tới mấy trăm năm sau chúng ta lại có thể tiếp tục hợp tác. Hoàng nhị tiền cười cười, ngữ khí chân thành một chút, một bên sắp phế tông, một bên sắp đóng cửa, hai bên hỗ trợ lẫn nhau cũng là điều nên làm. Ta có một kiến nghị. Diệp Tố đột nhiên nói, văn đông tài liệu hành có muốn trực tiếp gia nhập vào thiên cơ môn hay không? Hoàng nhị tiền sừng sốt, sau đó liền uyển chuyển cự tuyệt, văn đông tài liệu hành chỉ là một tài liệu hành tư nhân mà thôi ít nhất toàn điền hành và chảm kim tông sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bắt đầu từ thời điểm văn đông tài liệu hành giao dịch với thiên cơ môn, các người đã bị trói chặt với chúng ta. Hoàng nhị tiền cúi đầu, nàng nói không sai, văn đông tài liệu hành vì cung cấp tài liệu cho thiên cơ môn mà bị chèn ép đến nỗi chỉ còn sót lại một cửa hàng hoàn chỉnh, nơi này bất quá chỉ là một cứ điểm nhỏ của hắn mà thôi sau khi văn đông tài liệu hành gia nhập thiên cơ môn thì vẫn có thể dùng tên của các ngươi như cũ. Diệp tố tung ra mồi nhử, lợi nhuận sẽ chia bảy ba, tất cả luyện khí sư của thiên cơ môn sẽ đúng ngày đúng giờ cung cấp pháp khí cho các người. Thiên cơ môn không hạn chế sự phát triển của văn đông tài liệu hành. Pháp khí, hoàng nhị tiền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Diệp tố cười, ngươi vì sao lại muốn mua phù chú cùng với súng phun phu? Phù? ta vốn cho rằng Hoàng Đạo Hữu là người có dã tâm, thì ra chỉ là do sinh hoạt bức bách mà nên. Hai tay buông xuống dưới bàn của Hoàng Nghị Tiền vô thức giật giật, hắn là người thừa kế của Văn Đông tài liệu hành, sớm đã hận toàn điển hành cùng chảm kim tông thấu xương, không những hắn muốn phục hưng Văn Đông, hắn càng muốn thay thế địa vị của toàn điển hành, chỉ có như thế mới xem như chút được mọi oán khí. Thế nên hắn cái gì cũng mua cũng bán, ý đồ tìm ra tài nguyên thích hợp chỉ là không ngờ tới vòng vèo một hồi cuối cùng lại quay trở lại con đường bắt tay với đệ tử thiên cơ môn. Sinh ý mua đi bán lại này của ngươi không có khả năng đi được lâu dài. Thần sắc diệp tố nghiêm túc hơn vài phần, văn đông tài liệu hành xuống dốc là do bị thiên cơ môn liên lụy, chi bằng đã như thế thì hai bên cứ chói chặt với nhau, vinh hoa cùng hưởng tổn thất cùng chia. Sau khi nhìn thấy bảng hiệu của văn đông tài liệu hành diệp tố liền sinh ra ý niệm này. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể yên tâm giao dịch với Văn Đông tài liệu hành. chương 42 Thần vẫn kỳ Hoàng nhị tiền không nói lời nào, hiển nhiên là còn đang do dự. Diệp Tố bỗng nhiên nói, lúc trước ba vị kim đan kỳ kiếm tu đứng cạnh ta là thân truyền đệ tử ngô kiếm phái. Ngô kiếm phái, Hoàng nhị tiền quả nhiên cảm thấy hứng thú, tiến đến gần nàng hơn hạ giọng hỏi, Thiên Cơ môn đã đáp lên thuyền Ngô kiếm phái rồi ư? Diệp Tố nhướng nhẹ mày, bắt đầu vẽ bánh nướng lớn, người cũng thấy phù chú và pháp khí của ta rồi, tốt hơn của những người khác rất nhiều đúng không? Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn gia nhập Thiên Cơ môn của chúng ta sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu." Hoàng Nghị Tiền đã lăn lộn trong tu chân giới nhiều năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu chỉ vì mấy câu nói của Diệp Tố, nhưng hắn nhìn nàng chằm chằm. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, Văn Đông tài liệu hành cũng đã không còn gì để mất, ta đáp ứng. Hai người lại dành ra một chút thời gian để viết khế ước, từ đây Văn Đông trở thành tài liệu hành dưới trướng Thiên Cơ môn. Vài ngày nữa chúng ta sẽ giao súng phun phù tới đây. Diệp Tố nói. Tốt, ta sẽ đem súng phun phù bán ở cửa hàng bên thành của phù tu bên kia. Gương mặt khô gầy của Hoàng Nhị Tiền lúc này cũng lộ ra khí thế ngất trời. Tuy rằng phù tu từ Nguyên Anh Kỳ trở về sau không thể dùng được súng phun phù nhưng phù tu dưới Nguyên Anh Kỳ nhiều như lông châu. Món này nhất định có thể bán rất khá. Vì sao phù tu Nguyên Anh Kỳ trở về sau không thể dùng? Diệp tố nhíu mày hỏi. Hoàng Nhị Tiền sừng sốt, cô là phù tu mà lại hỏi ta. Đừng nói là hắn bị lừa nhé. Phù chú là ta tự học, ta không biết nhiều lắm về giới phù tu. Diệp Tố chân thành nói. Hoàng nhị tiền. trầm mặc một lát, hắn mới nói tiếp. Phù sư từ Nguyên Anh Kỳ trở về sau không cần dùng lá phù để làm vật dẫn. Họ chỉ cần dùng linh lực là đã có thể kết cấu ra thần ý của thiên địa họa ra được phù chú. Thì ra là thế, Diệp Tố thật muốn được gặp phù sư lợi hại chân chính. Ta ở đây còn một ít tài liệu yêu thú muốn bán ra ngoài hoàng nhị tiền lập tức trả sát hai tay được a à, bao nhiêu ta cũng thu diệp tố nhìn quanh bốn phía nơi này có chút nhỏ đi hậu viện hoàng nhị tiền dẫn diệp tố ra phía sau cửa hàng vừa đến hậu viện diệp tố liền lấy ra tất cả thi thể yêu thú mà họ đã nhặt được trong bí cảnh dọa hoàng nhị tiền một phen nhảy dựng ở đâu nhiều thi thể yêu thú chưa qua xử lý như vậy ta nơi này cũng không có nhân thủ hỗ trợ Hoàng nhị tiền khiếp sợ nói, các ngươi đã giết toàn bộ yêu thú trong bí cảnh à? Kiếm tu ngô kiếm phái quả nhiên hung tàn. Diệp tố cũng không giải thích mà chỉ phối hợp với hoàng nhị tiền xử lý thi thể yêu thú, chọn ra tất cả tài liệu có thể dùng được. Sau khi bán xong, phần lợi nhuận chia ra cứ trực tiếp giao đến thiên cơ môn là được đúng không? Hoàng nhị tiền hỏi. Đúng vậy. Diệp tố gật đầu, sau đó lại nói nơi này của ngươi có bán túi càn khôn không ta muốn mua một cái túi càn khôn có hoàng nhị tiền chạy về phía trước cửa hàng lục tung lên sau đó tìm được một chồng túi càn khôn cái này tặng cho cô hôm nay nếu không nhờ cô hỗ trợ thì không biết ta phải làm đến bao giờ diệp tố cũng không khách khí nữa mà nhận lấy chờ vị tiểu sư đệ kia tỉnh lại nàng đền cho hắn một chồng túi càn khôn Diệp Tố sau khi trở về liền truyền tin cho trưởng môn sư phụ về việc ký khế ước với Văn Đông tài liệu hành. Trương Phong Phong bảo không vấn đề gì, ông hiện tại cũng bất chấp tất cả. Con cứ xem xét rồi quyết định là được. Trương Phong Phong xua xua tay, à dịch huyền mấy hôm trước cũng có truyền tin cho ta, ta thấy nó khá chật vật đấy. Chật vật, Diệp Tố mới từ bí cảnh ra tới, vẫn chưa liên hệ với dịch huyền. Trương Phong Phong vuốt tròm dâu, trên mặt đầy vết tím tím xanh xanh, tuy nhiên tích tụ trong ánh mắt đã ít đi rất nhiều, vị sư phụ kiếm tu kia của nó quả thật tốt hơn ta. Diệp Tố nhớ tới tân thẩm tử há mồm ngậm miệng một câu lão tử, hai câu lão tử, còn có tính tình nóng nảy thẳng thắn của ông ấy, cười nói, sư đệ vốn dĩ quá quan tâm đến mặt mũi, vừa hay có tân thẩm tử tiền bối có thể trị được. Mấy đứa đi lại ở bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút trương phong phong dặn dò sau đó lại hỏi phục thời có gây thêm phiền toái gì không diệp tố lắc đầu trừ bỏ lười không có gây phiền toái gì nhắc tới du phục thời diệp tố liền nhớ tới hắn vẫn còn chưa tỉnh cũng không biết vì sao lại như vậy thôi không nói nữa sư phụ phải lên lớp rồi trương phong phong hàng ngày vẫn phải giảng bài cho các đệ tử thiên cơ môn diệp tố đóng lại truyền tin xoay người đi đến phòng du phục thời. Trong phòng Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc đang ngồi chơi cờ trên bàn, Hạ Nhĩ đứng bên cạnh xem, còn vị tiểu sư đệ nào đó vẫn đang còn hôn mê trên giường. Mấy đứa chăm sóc tiểu sư đệ như vậy đó hả? Diệp Tố nhìn tiểu sư đệ đang nằm trên giường. Đứa nào làm? Đôi mắt du phục thời bị bịt lại bởi một khối vải trắng, cả khuôn mặt chỉ lộ ra vùng trán cùng cằm. Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc vốn đang ham hở chém giết trên bàn cờ. Nghe tiếng Diệp Tố liền giật nảy mình. Động tác nhất trí chỉ vào Hạ Nhĩ đang đứng bên cạnh. Nhị Sư Huynh, Tam Sư Tỷ. Hạ Nhĩ khiếp sợ, đệ chỉ làm theo lời hai người nói thôi mà. Là hai người bảo sợ tiểu sư đệ tỉnh lại nhìn thấy. Được rồi. Diệp Tố đuổi ba người ra ngoài. Ba đứa ra ngoài đi. Vâng. Đại. Sư. Tỷ minh liêu xa chậm gì gì nói nhưng động tác dọn dẹp bàn cờ thì lại cực nhanh ba người nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng diệp tố kéo ghế dựa qua ngồi ở mép giường tháo miếng vải trắng trên mắt du phục thời xuống đầu ngón tay đặt trên cổ tay hắn truyền vào một đạo linh lực nàng muốn xem linh phủ của hắn có gì bất thường hay không nhưng mà sau khi truyền vào thì linh lực liền mất hút kỳ quái diệp tố ngồi suy nghĩ một hồi cuối cùng lấy ra từ túi cản khôn vài trung phẩm linh thạch, nhét vào trong tay du phục thời. Chỉ trong chớp mắt mấy khối linh thạch liền bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Đây là do linh lực cạn kiệt. Nhưng thường linh lực cạn kiệt cũng đâu đến nỗi hôn mê đâu nhỉ. Diệp Tố lại nhét mấy khối linh thạch cho du phục thời nữa. Linh thạch như cũ bị hấp thu hết nhưng hắn vẫn trước sau không tỉnh. Lúc này, từ Trình Ngọc đứng ở ngoài cửa, giơ tay gõ gõ cửa vào đi diệp tố quay đầu nói du đạo hữu vẫn còn chưa tỉnh sao từ trình ngọc nhìn du phục thời trên giường hỏi diệp tố lắc đầu từ huynh tìm ta có việc gì không từ trình ngọc nói vừa rồi ta liên tiếp đưa tin cho vài vị ngô kiếm phái đại trưởng lão hỏi về vạn phật tông ở thời gian trước thần vẫn kỳ trong đó có một vị đại trưởng lão đã hồi âm nền lịch sử dài rộng của tu chân giới đưa chia làm hai phần Đường biên phân chia chính là thần vẫn kỳ. Tương truyền ở giai đoạn trước thần vẫn kỳ, các đại tông môn ở phù thế đại lục có không ít tu sĩ độ kiếp thành thần, nhưng sau sự kiện các chư thần chết đi, thần vẫn, linh khí của tu chân giới ngày một loãng, khắp đại lục không còn thần sĩ. Sao chỗ này mình chú thích một xíu, thần vẫn chính là nói về sự kiện các tu sĩ sau khi độ kiếp thành thần lại chết đi, còn vì sao chết tại sao chết rồi linh khí lại loãng đi và từ đó không ai thành thần được thì mọi người theo dõi từ từ ở phần phía sau của chuyện sẽ có giải thích hết nhé. Đại trưởng lão hồi âm thế nào? Diệp Tố hỏi. Đại trưởng lão nói tứ lăng địa tạng pháp trượng trong tay Phật tử vạn Phật Tông chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là pháp trượng toàn phần bạch ngọc, bao gồm cả đài sen ba tầng, chưa bao giờ nghe qua có pháp trượng đài sen hắc ngọc. Từ trình ngọc hỏi Diệp Tố. Có phải cô đã nhớ nhầm hay không? Nàng chưa bao giờ sẽ nhớ nhầm. Diệp Tố dương mắt, chắc là ta đã nhớ nhầm rồi, rất lâu trước kia nhìn thấy qua trong sách, pháp trận này có lẽ là do tà tu mô phỏng. Từ Trình Ngọc cũng không nghi ngờ, chờ có cơ hội, cô có thể cầm pháp trận này đi hỏi người Vạn Phật Tông thử xem. Về sau ta sẽ đi hỏi thử. Diệp Tố gật đầu. Đúng rồi. Từ Trình Ngọc lấy từ túi cản khôn ra hai viên yêu đan đưa cho Diệp Tố. Đây là yêu đan của giác bằng và cá sấu sương mù. Trong bí cảnh ít nhiều nhờ có cô hỗ trợ, còn một viên yêu đan còn lại do Chu Sư muội cần dùng đến nên ta giữ lại. Diệp Tố không ngờ hắn sẽ chia cho nàng hai viên yêu đan, nàng nhận lấy cảm tạ, đa tạ. Vậy ta không quấy giày nữa. Từ Trình Ngọc đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa lại diệp tố cúi đầu nhìn hai viên yêu đan trong tay một hoàng kim một màu xám yêu đan rất có ích đối với tu sĩ thậm chí có người chỉ tăng cảnh giới bằng cách chuyên đi giết yêu thú để lấy yêu đan tu luyện yêu sao diệp tố lấy viên yêu đan hoàng kim để vào trong tay du phục thời ngồi ở bên cạnh chờ không quá một khắc viên yêu đan liền biến mất với tốc độ cực nhanh bị tiểu sư đệ hấp thu không còn một mảnh diệp tố Chương 43 Quy tông ấn. Diệp Tố ngồi ở mép giường, trầm ngâm nhìn Du Phục thời. Tu sĩ bình thường khi hấp thu yêu đan sẽ cần thời gian để luyện hóa, chứ không phải hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt như vậy. Vô luận nhìn từ góc độ nào thì thân phận của hắn đều không đơn giản, và lại còn chưa từng xuất hiện qua trong nguyên tác. Trong nguyên tác mạch truyện chủ đạo chỉ xoay quanh nam nữ chính các đại năng lợi hại cũng chỉ được miêu tả trong mấy dòng. Bất quá Diệp Tố chắc chắn du phục thời tuyệt đối không phải là đại năng nào của tu chân giới hoặc ma giới. Bởi vì tử Lê Anh Mộc Ở phần sau của nguyên tác có đoạn ninh thiển giao lấy viên tử Lê Anh Mộc trên cổ nghiền nát hòa với máu huyền âm chi thể của cô ta luyện chế ra một thanh ngụy thần kiếm cho lục trầm hàn. Thanh kiếm vừa ra liền áp chế toàn bộ tu chân giới. Tân thẩm chi chính là chết dưới thanh kiếm này độ chân quý của tử lê anh mộc thì không cần bàn tới nữa. Thế nhưng du phục thời lại lấy ra hẳn một cái dương. So sánh của hạt châu của Ninh Thiền Giao thì hạt châu của nàng ta như là đồ thừa vậy. Đồ vật mà hai phái tứ tông của tu chân giới đều không thể lấy ra được vậy mà bị du phục thời ném ở một góc đựng sắt vụn đồng nát của Diệp Tố. Hắn không có khả năng là người tu chân giới. Càng không có khả năng là ma tu vốn dĩ vật tư khan hiếm phải thường xuyên tranh đoạt với tu sĩ. Lần đó khi nhìn thấy Dương Tử Lê Anh Mộc, nàng đã hoài nghi du phục thời là yêu, chẳng qua hoài nghi cùng xác thực là hai việc khác nhau. Hiện giờ nhìn thấy hắn trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ yêu đan, không muốn xác nhận cũng khó. Quả nhiên là yêu. Diệp Tố một lần nữa hồi tưởng nội dung trong nguyên tác, trong sách những chuyện về yêu giới cũng không được miêu tả quá nhiều. Trong nguyên tác chỉ có một đoạn tình tiết về yêu giới đó là yêu giới vô chủ, các chủng tộc làm theo ý mình. Hồ Vương trong lúc tranh đoạt quyền lực bị thương mất trí nhớ, chạy lạc ra khỏi yêu giới, ngoài ý muốn kết khế ước thú với Ninh Thiển Giao. Sau đó Hồ Vương chạy qua chạy lại giữa yêu giới và tu chân giới, thường thường kiêm thêm nhiệm vụ làm công cụ thúc đẩy sự ghen tuông của nam chủ với nữ chủ. Diệp Tố hoàn hồn nhìn du phục thời nằm trên giường, tiểu sư đệ tuy rằng đầu óc không quá thông minh, lại còn thất học, nhưng hắn nhất định không phải là con hồ ly đó hồ ly không ngủ đông, mà trong nguyên tác còn miêu tả trên cằm của hồ vương có một vết sẹo. Dù phục thời vẫn mãi không tỉnh, Diệp Tố dứt khoát nhét viên yêu đan còn lại vào trong tay hắn, yêu đan lại một lần nữa nhanh chóng biến mất. Lần này, qua 30 phút, dù phục thời rốt cuộc tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố, hắn chậm gì gì ngồi dậy, mái tóc đen nhánh thả ở sau người, cả người toát ra vẻ thanh quý lười nhát mà không tự biết, đúng lý hợp tình lên tiếng ta đói bụng diệp tố yêu nghiệt này sợ là lúc muốn làm việc gì đó ở thời điểm mấu chốt cũng có thể quên cuối cùng phun ra một câu hắn đói bụng diệp tố lấy ra tích cốc đan cùng với túi càn khôn mới đưa cho du phục thời vừa rồi ngươi đã dùng hai viên yêu đan nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn muốn nhìn xem hắn có hoảng loạn chút nào hay không kết quả du phục thời chỉ hơi nhíu mày ta không phải yêu đan gì cũng dùng đâu. Trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Diệp tố trầm mặc là nàng xem trọng hắn rồi sao? Cái gì âm mưu với trả dương mưu? Một tên yêu thất học có thể hiểu được mấy trò này sao? Trong đầu lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ. Ngươi là yêu gì? Diệp tố đứng lên, dứt khoát hỏi thẳng. Dù phục thời cầm túi cản khôn mới lên, ngắm nghĩa trái phải, làm bộ không nghe thấy Diệp tố hỏi chuyện. Được rồi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, rất nhất quán phương pháp của thất học. Có phải người đang mắng ta đúng không? Dù phục thời bỗng nhiên quay đầu chất vấn Diệp Tố. Không có, nếu người tỉnh rồi thì mấy ngày nữa chúng ta sẽ tiếp tục đi về hướng đông. Đại sư tỷ bỗng nhiên cúi người nhìn chằm chằm tiểu sư đệ thất học, tiểu yêu cũng phải tu luyện. Dù phục thời nhíu mày nhìn phàm nhân xoay người rời đi, tiểu yêu gì chứ, hắn rõ ràng là đại yêu. Trong mấy ngày này Diệp Tố cùng ba người Minh Lưu Sa cấp tốc luyện chế 15 thanh súng phun phù để giao cho Hoàng Nhị Tiền trước khi rời đi. Yên tâm, không qua bao lâu súng phun phù nhất định sẽ chuyển khắp giới phù sư Trung Lưu. Hoàng Nhị Tiền thề son sắt. Hy vọng là như thế. Diệp Tố thuận miệng nói. Hoàng Nhị Tiền lấy ra một túi linh thạch đưa cho Diệp Tố đây là bảy thành linh thạch nhờ bán tài liệu yêu thú vừa rồi diệp tố mở ra liền thấy linh thạch tràn đầy lấp lánh mới có mấy ngày mà đã bán hết rồi sao đương nhiên gì chứ đường tiêu thụ thì hoàng nhị tiền ta vẫn phải có hoàng nhị tiền nhìn diệp tố ta chờ ngày mà thiên cơ môn một lần nữa quật khởi đến lúc đó văn đông tài liệu hành có thể quang minh chính đại mua bán tài liệu Văn Đông tài liệu hành vốn dĩ có rất nhiều cửa hàng trải rộng khắp tu chân giới. Vậy mà hiện tại chỉ còn có một cửa hàng ở Định Hải Thành còn tính là hoàn chỉnh. Nếu không nhờ phá nguyên môn thỉnh thoảng sẽ ra tay bảo hộ thì có lẽ bọn họ đã sớm biến mất trên phù thế đại lục. Sau khi cáo biệt Hoàng Nghị tiền đoàn người Diệp Tố tiếp tục đi về hướng đông, trên đường không buông tha bất luận một tiểu bí cảnh nào, những bí cảnh sau này không có gặp phải ngoài ý muốn nào, tất cả đều là bí cảnh bình thường hai tháng sau đại sư tỷ sao vẫn còn chưa đột phá vừa ra tới từ bí cảnh hạ nhĩ hơi buồn rầu nói này không đúng a à. lữ cửu trải qua vài lần chiến đấu cận kề sinh tử cũng đã đột phá được kim đan sơ kỳ vốn dĩ nguyên anh tan vỡ từ trình ngọc cũng một lần nữa hồi phục tiệm cận đến mức tiến giai lên nguyên anh thôi đi mã tổng thu đi theo bọn họ thời gian dài như vậy cũng hiểu được phần nào tình hình của mọi người Diệp Tố mới đến trúc cơ trung kỳ bao lâu đâu chứ. Người bình thường ai mà không phải mất năm ba năm mới có thể đột phá. Người tưởng chỉ cần hấp thụ chút linh khí là có thể một đường đột phá thẳng tiến sao. Hạ nhĩ hư một tiếng, khẽ nhếch cằm, thật ngại quá, đại sư tỷ của ta là thiên tài, không giống với người bình thường. Đừng nổ nữa. Diệp Tố dỗi tay che mặt hạ nhĩ, đẩy hắn sang một bên, mấy món tài liệu tìm được trong bí cảnh lần này sẽ không bán, ta cần dùng lên nguyệt nha sản. Minh Liêu Sa và Tây Ngọc tất nhiên không có ý kiến. Xếp hạng của toàn gia anh lại cao lên. Tây Ngọc nhìn Bách Thanh Bảng trong truyền tin Ngọc Điệp nói, hai tháng hai lần thăng hạng, hắn khá lợi hại đấy chứ. Tháng trước xếp hạng của toàn gia anh tăng một bậc, tháng này tăng hai bậc, hiện tại vị trí của hắn trên Bách Thanh Bảng là 147. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủn hai tháng hắn làm ra được hai kiện pháp khí, mà kiện sau còn tốt hơn kiện trước. Còn hai người chạm kim tông thì sao? Diệp Tố hỏi. Tháng trước Trang Văn Tuyên cùng Hoa Đại Ngọc đều thụt xuống một bậc. Tháng này, Hoa Đại Ngọc xếp hạng 109, Trang Văn Tuyên xếp hạng 123. Tây Ngọc nhìn nhìn trên bảng nói vị trí từ 100 đến 200 trên bách thang bảng cơ bản đều là xếp hạng của các luyện khí sư kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ luyện khí sư có thể tăng được một bậc trên đó là đã khó lường. Vậy mà hai người chảm kim tông vừa động liền tăng hơn 10 bậc. Hai người đó hẳn là đã kim đan kỳ, chúc cơ hậu kỳ cũng không thể tăng hạng nhanh như vậy. Diệp tố rũ mắt đè tay của tiểu sư đệ đang định thò vào túi cản khôn của nàng. 50 chữ, thiên cơ môn không có đệ tử thất học du phục thời từ trong túi càn khôn của mình lấy ra một trồng giấy trên đó đều là chữ mà hắn viết diệp tố vậy là trong bí cảnh người khác đều liều mạng đoạt bảo đoạt tài nguyên hắn ở sau lưng luyện chữ diệp tố cũng chỉ có thể buông tay du phục thời lúc này mới vừa lòng lấy ra vụ sát hoa từ túi càn khôn của phàm nhân đeo lên tay diệp tố cô có để tên lên bách thanh bảng không từ Trình Ngọc đứng bên cạnh tò mò hỏi. Hắn tuy là kiếm tu nhưng cũng có nghe nói tới bách thanh bảng của luyện khí sư. Ta không có. Diệp Tố tạm thời không muốn thu hút sự chú ý của Trảm Kim Tông. Bọn họ hiện tại gióng chống khua chiêng tiến vào bí cảnh tu luyện. Bên kia nhiều nhất cho rằng bọn họ do bị cùng đường bí lối mà thôi. Nếu còn biểu hiện thiên phú, thực lực không yếu chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chèn ép không còn đường ngóc đầu lên được. Ít nhất phải đợi đến khi thiên cơ môn hoàn toàn tiến vào tầm mắt của mọi người, đến lúc đó chảm kim tông cùng toàn điển hành không có cách nào trắng trợn chèn ép mới được. Từ huynh, điều kiện để có thể tham gia tông môn đại bì là gì? Diệp tố cất đi sắp giấy luyện chữ của du phục thời vào túi cản khôn, xoay người hỏi từ trình ngọc. Tông môn đại bì mỗi 10 năm tổ chức một lần, khoảng cách đến lần tiếp theo còn có khoảng 2 năm. Tông môn đại bì từ Trình Ngọc không rõ lắm vì sao nàng lại hỏi về cái này, bất quá vẫn nghiêm túc giải thích. Điều kiện duy nhất để tham gia đại bỉ chính là phải từ 100 tuổi trở xuống và cảnh giới từ Kim Đan Kỳ trở lên. Các đệ tử của Tông Môn sẽ đại biểu Tông Phái của chính mình tham gia. Các tán tu sẽ tham gia dưới danh nghĩa vô danh Tông. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc mỗi nơi có danh ngạch 1.000 người. Tháng 3 năm sau sẽ bắt đầu tuyển chọn. Diệp Tố gật gật đầu, vậy là nếu ta muốn tham gia tông môn đại bỉ thì đầu tiên phải đạt được kim đan kỳ đúng không? cô muốn tham gia tông môn đại bỉ mã tổng thu đứng phía trước quay đầu khiếp sợ nói trước giờ chưa từng có luyện khí sư tham gia mã sư đệ từ trình ngọc hô một tiếng ý bảo mã tổng thu đừng nói nữa vốn dĩ là vậy mà mã tổng thu nhỏ giọng nói thầm luyện khí sư tham gia thì có thể làm gì chứ múa linh hòa sao Diệp Tố nghe được rõ ràng nhưng cũng không thèm để ý, chỉ hỏi tiếp, tông môn đại bỉ cụ thể sẽ thi cái gì? Tham gia tông môn đại bỉ có kiếm tu, Phật tu, phù tu, thuật tu, ngẫu nhiên cũng có đan tu giành được vị trí để tham gia. Xác thật chưa từng thấy có luyện khí sư tham gia, bất quá Diệp Tố cô biết vẽ phù có lẽ có thể tham gia. Từ Trình Ngọc nói, kỳ thật tông môn đại bỉ xét đến cùng là so cảnh giới cao thấp cùng với khả năng nắm giữ linh lực mà thôi. Diệp Tố hiểu rõ, trong nguyên tắc dịch huyền đại biểu ngô kiếm phái còn Ninh Thiển Giao lại tham gia giới danh nghĩa vô danh tông với các tán tu. Hai người đều lấy thân phận kiếm tu tham gia tông môn đại bỉ, không có quan hệ gì đến thiên cơ môn. Kế tiếp chúng ta có thể đi quy tông thành nhìn thử xem, nơi đó là thành của phù tu, nếu có bí cảnh có lẽ có thể tìm được một ít phù chú thuật. Từ Trình Ngọc đưa ra kiến nghị. Được, Diệp Tố cũng đang có ý này. Quy Tông Thành, lấy từ cụm ngũ hành Quy Tông, từ cái tên thì có thể thấy được địa vị của ngũ hành Tông trong thành. Khác với đồ thủ thành bàng bạc kiếm ý, đoàn người đứng trước Quy Tông Thành, ngửa đầu nhìn tấm biển trên cửa thành, không phải là một biển tên bình thường mà trên đó có một đạo phù chú, trên đó có ba chữ, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ thấy uy nghiêm chính khí, tiêu tán hết thảy tâm ma, nhưng nếu nhìn quá lâu sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sinh ra ảo giác. Nơi này chính là Quy Tông Thành. Từ trình ngọc ngửa đầu nhìn ba chữ phức tạp trên phù chú, tục truyền đây chính là phù chú do khai sơn sư tổ của ngũ hành sơn chấp bút, ba chữ ở giữa chính là Quy Tông Thành. Quy Tông Ấn, du phục thời đứng ở sau Diệp Tố bỗng nhiên nói một câu diệp tố quay đầu nhìn lại cái gì du phục thời lấy ra giấy luyện chữ viết lên đó một hàng chữ đưa cho diệp tố không phải quy tông thành năm chữ du phục thời chỉ vào chữ trên giấy nói diệp tố nàng lại ngửa đầu nhìn thoáng qua phù chú trên cổng thành nghiêng đầu thu lại tờ giấy không tính mấy người ở đằng trước không nghe rõ du phục thời nói gì tất cả đều đang tập trung vào phù chú trên cổng thành, Từ Trình Ngọc có nghe thấy được nhưng khi quay đầu lại thì thấy Diệp Tố không có biểu hiện gì khác lạ nên cũng không quá để bụng câu nói của Du Phục thời. Tiến vào Quy Tông thành, mọi người liền có thể dễ dàng cảm nhận được một cổ đạo ý vô hình không nói nên lời, trên đường người đến người đi tấp nập, ít có người mang theo pháp khí mà phần lớn mọi người trên tay đều cầm phù chú. Có nghe nói gì chưa? nữ nhi duy nhất của ngũ hành tông tông chủ thích đệ nhất đệ tử thế hệ này của côn luân phái, Lục Trầm Hàn đấy. Lục Trầm Hàn, không phải nói hắn có tình ý với đệ tử hợp hoan tông sao? Một nhóm phù tu ngồi trong quán trà bát quái cười nói, thanh âm to tới độ từ tầng 2 truyền xuống dưới đường. Diệp Tố nghe thấy vậy thì hơi nhướng mày, nam chủ đây là bắt đầu khởi động con đường chinh phục hậu cung của hắn rồi sao?